Y Đạo Quan Đồ, Trương Nhất Trâm chương 1781, Công Khai 3 Hạng Thành nói, làm việc tốt thường gian nan, ngân sách mấy tỷ không thể nói phê là phê được. Tưởng Hồng Cương nói, Bí Thư Tống có khen ngợi Tân Hải, nhưng hình như không hài lòng với tình trạng trước mắt của Bắc Cảng chúng ta. Hạng Thành nhíu mày, lời nói của Tưởng Hồng Cương khiến Y cảm thấy có chút khó chịu. Tống Hoài Minh không hài lòng đối với Bắc Cảng chính là không hài lòng với bí thư thị ủy y. Tưởng Hồng Cương nói, bí thư Tống đã trọng điểm vạch ra trị an của Bắc Cảng rất kém, tỷ lệ tội phạm cao nhất toàn tỉnh, cho rằng chúng ta nên gia tăng mức độ quản lý ở phương diện này. Hạng Thành nói, bí thư Tống thật đúng là quan tâm tới phát triển của Bắc Cảng chúng ta, xem ra Bắc Cảng chúng ta cũng nên gia tăng quản lý trị an một chút. Y cầm chén trà lên uống một ngụm, nhìn như rất thờ ơ nói, có gặp tỉnh trưởng Chu không? Tưởng Hồng Cương nói, vốn cũng hẹn gặp mặt, nhưng tỉnh trưởng Chu Lâm thời có việc phải đi. Hạng Thành nghĩ thầm tưởng Hồng Cương Anh lần này tới Đông Giang chạy không ít cửa nhỉ, chỉ sợ cũng là nói xấu tôi không ít, y gật đầu nói, Hồng Cương, anh vất vả rồi, chuyện vừa rồi anh nói tôi sẽ cân nhắc, anh cũng phải nghĩ biện pháp, chúng ta nên làm thế nào để trong ngắn hạn cải thiện tình trạng trị an của Bắc Cảng. Tưởng Hồng Cương đi không lâu thì Hạng Thành gọi thị trưởng Cung Hoàn Sơn tới văn phòng của mình, thuật lại cuộc nói chuyện vừa rồi với tưởng Hồng Cương cung hoàn sơn nói tôi nghe nói hắn lần này tới đông giang gặp không ít lãnh đạo tỉnh hình như hắn cũng tới chỗ của bộ trưởng tổ chức hạng thành nói hắn có chút gấp gáp rồi hận không thể ngay lập tức đẩy tôi xuống khỏi vị trí này cung hoàn sơn nói bí thư hạng người này đúng là một tên tiểu nhân hạng thành nói hắn nói với bí thư tống rằng trị an của bắc cảng chúng ta kém khiến tôi mất hết cả mặt mũi cung hoàn sơn nói hắn công tác ở bắc cảng mấy năm nay đã làm được công tác thực tế gì đâu, hiện tại nhảy ra nói bốc nói phét, như sợ người khác không chú ý đến hắn, có thời gian nói mạnh miệng thì không bằng đi làm chuyện thực tế đi. Hạng thành mỉm cười, nhìn ra được mâu thuẫn giữa cung hoàn sơn và tưởng hồng cương đã càng lúc càng kịch liệt, cách lúc hai người đau thương gặp nhau không xa nữa rồi. Cung Hoàn Sơn nói, tôi nghe nói lần này người tới cổ động Trương Dương không ít, ngay cả mấy huynh đệ viên hiếu công cũng tới. Audio điện tử võ tấn bền Hạng Thành có chút khó hiểu nhíu mày, huynh đệ của viên gia không phải có xích mích với Trương Dương sao? Cung Hoàn Sơn nói, đều là chuyện quá khứ rồi, Trương Dương không lâu trước đã cứu con trai của viên hiếu thương, cho nên hiểm xưa của họ đã hết, hiện tại đã hóa thù thành bạn. Hạng Thành nói, đều là đồng chí với nhau, làm gì có mâu thuẫn gì mà không giải quyết được, tôi hy vọng đội ngũ cán bộ của chúng ta phải hài hòa hữu ái, chỉ có như vậy, đội ngũ của chúng ta mới có lực ngưng tụ, cũng chỉ có như vậy đồng chí của chúng ta mới có thể phát huy lực lượng lớn nhất lực lượng lớn nhất. Lời này nghe quá giả dối, ngay cả Cung Hoàn Sơn cũng cảm thấy vậy, có điều thân ở vị trí của y, những lời giả dối nói dẫu sao cũng vẫn phải nói. Cung Hoàn Sơn nói: "Bí thư Hạng, nhân mạch của Trương Dương ở Bắc Cảng càng lúc càng rộng." Hạng Thành nghe ra trong lời nói của Cung Hoàn Sơn rõ ràng có ý châm ngòi, y nhíu mày, vẻ mặt lộ ra có chút không vui. Cung Hoàn Sơn còn tưởng rằng Hạng Thành đã bị mình xúi dục thành công, bởi vậy mà sinh ra tâm lý khó chịu cực độ với Trương Dương mà mà lời nói kế tiếp của Hạng Thành lại khiến Cung Hoàn Sơn cảm thấy mình sai rồi. Hoàn Sơn à, bất kỳ chuyện gì cũng đều phân phân chủ yếu và thứ yếu, mâu thuẫn cũng vậy, một cán bộ tứ bề thụ địch không phải là một cán bộ tốt, cán bộ tốt thực sự phải biết nắm chắc tình thế, nắm lấy mâu thuẫn chủ yếu, từ bỏ mâu thuẫn thứ yếu. Cung Hoàn Sơn vẻ mặt xấu hổ những lời này của hạng thành không khác gì nói rõ mâu thuẫn chủ yếu trước mặt là gì nguy cơ đến từ ai phó bí thư thị ủy tưởng hồng cương người này đang hoạt động dày đặc ý đồ gắp đi miếng thịt béo trong miệng hắn mâu thuẫn với trương dương so với tưởng hồng cương thì không đáng nhắc tới tưởng hồng cương thuộc loại mâu thuẫn lửa xém lông mày cần phải giải quyết mà trương dương thì thuộc mâu thuẫn ngoại bộ bất kể cung hoàn sơn thừa nhận hay là không thừa nhận thì tính độc lập của tân hải đã ngày qua ngày mạnh hơn cuối cùng cũng sẽ có một ngày Lực ước thúc của bọn họ đối với Tân Hải sẽ giới hạn trên danh nghĩa, đây là một loại xu thế bọn họ không thể khống chế được. Mà tranh đấu quyền lực của Bắc Cảng bắt đầu trở nên kịch liệt, hắn phải đánh bại Tưởng Hồng Cương trước khi thế lực của hắn chưa kịp hình thành. Hạng Thành bỗng nhiên phát hiện Cung Hoàn Sơn chỉ là một cấp dưới nghe lời. Trên người hắn không có cái nhìn đại cục và trí tuệ của người đứng đầu, nếu Cung Hoàn Sơn lên làm bí thư thị ủy Bắc Cảng, đối với Bắc Cảng mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt. Có điều người mà Hạng Thành cần là một tùy tùng, chứ không phải là người phản đối." Cung Hoàn Sơn nói khẽ tưởng Hồng Cương hình như có một số quan hệ ở tỉnh lý. Hạng Thành nói, ai cũng có chút quan hệ, cho dù là kẻ ăn xin trên cầu, nói không chừng trong nhà hắn cũng có bà con xa chính là đại lão trung ương, làm việc không cần nhìn trước ngó sau, phải làm thật triệt để, phải để người ta không còn gì để nói. Phải xuất sư nổi danh. Hai mắt Cung Hoàn Sơn đột nhiên sáng ngời lên. Viên Hiếu Công và Cung Hoàn Sơn cùng nhau ngồi ở trong Quy Vân Trà Xã, hai người vừa mới đánh ba ván cờ, kết quả là Viên Hiếu Công thắng một hòa hai, Cung Hoàn Sơn cười nói, Hiếu Công, trình cờ của anh hình như kém đi rồi. Viên Hiếu Công lấy thuốc lá ra đưa cho Cung Hoàn Sơn một điếu. Sau khi châm lửa cho hắn thì cũng châm cho mình một điếu, cười nói chơi cờ cũng giống như học võ vậy, là đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi, tôi những ngày này ngay cả bàn cờ cũng chạm vào. Thụt lùi là tất nhiên, Cung Hoàn Sơn nói, công tác bận rộn quá à. Viên Hiếu Công nói, chuyện quả thực không ít, gần đây chị An Bắc Cảng không tốt lắm, có người ngay cả cháu của tôi cũng dám ngang nhiên bắt cóc. Cung Hoàn Sơn gạt tàn thuốc vào gạt tàn, nhèo mắt lại nói, gần đây có người tới tỉnh Lý phản ánh tình huống, để mình được nổi bật, phủ nhận sự cố gắng của những đồng chí khác, nhất là cường điệu Bắc Cảng tồn tại vấn đề chị An nghiêm trọng. Viên Hiếu Công nhíu mày, lập tức minh bạch một súng này của tưởng Hồng Cương trực tiếp nhắm ngay mình. Cung Hoàn Sơn nói, chỉnh đốn Bắc Cảng là thế át phải làm, hoặc là chúng ta tự mình áp dụng chủ động chỉnh đốn hoàn cảnh trị an của Bắc Cảng, hoặc là chờ lệnh cưỡng chế chỉnh đốn của thượng cấp. Viên Hiếu Công nói, trị an Bắc Cảng trước giờ vẫn không tốt, cái này có liên quan tới sự thất trách của Cục trưởng Công an tôi đây, thị trưởng cung, khi cần thiết tôi sẽ gánh vác trách nhiệm. Cung Hoàn Sơn nói, truy cứu trách nhiệm, gánh vác trách nhiệm đều không phải chúng ta là mục đích của chúng ta, Mục đích cuối cùng của chúng ta là để cải thiện tình trạng trị an của Bắc Cảng, ai cũng biết thừa nhận sai lầm, nhưng không nhất định mỗi người đều có năng lực sửa sai." Viên Hiếu Công nói, "Thị trưởng Cung, tôi đã minh bạch nên làm như thế nào." Cung Hoàn Sơn cường điệu, "Hiếu Công, lần này nhất định phải làm ra chút lực độ, nhất định phải khiến Bắc Cảng thay đổi bộ mặt, đừng băn khoăn gì, cứ phóng tay mà làm, tôi và bí thư hạng đều sẽ ủng hộ anh." viên hiếu thương nghe đại ca tóm tặt lại cuộc nói chuyện của y và cung hoàn sơn lập tức nắm được chỗ mấu chốt trong đó viên hiếu thương nói khẽ đại ca thị trưởng cung là muốn bắt anh làm súng viên hiếu công cười lạnh lùng hắn sao không nhìn ra chứ sở dĩ ngay lập tức nói chuyện này với tứ đệ mục đích chính là thương lượng với hắn trong mấy huynh đệ viên hiếu thương là người có tư duy kín đáo nhất y gật đầu nói tứ đệ em thấy thế nào viên hiếu thương nói không ai sống thoải mái mãi được nhân sinh của mỗi người đều sẽ có lúc lên lúc xuống, bên cạnh chúng ta không thiếu nhân vật phong quang nhất thời, nhưng lại rơi vào kết cục thê thảm, lần trước quang đại xảy ra chuyện mang tới cho em một đả kích rất lớn. Viên Hiếu công nói khẽ, phòng ngừa chu đáo, khi đắc ý vẫn phải giữa đầu óc tỉnh tháo, tứ đệ, cậu so với mấy người bọn họ thì hiểu rõ hơn nhiều. Viên Hiếu thương nói, Bắc Cảng cũng không phải là nơi có thể ở lâu, tòa thành thị này rốt cuộc sẽ như thế nào thì không ai rõ ràng hơn so với chúng ta, nếu ban lãnh đạo trước mắt có thể tiếp tục làm, em có lẽ sẽ có lòng tin ở lại đây thêm vài năm, nhưng hạng thành chỉ còn một năm nữa là về hưu rồi, giữa cung hoàn Sơn và tưởng Hồng Cương rốt cuộc hưu chết vào tay ai thì vẫn còn treo ở đó chưa quyết được. Viên Hiếu công nói, nếu là cung hoàn Sơn thì còn đỡ, nếu tưởng Hồng Cương đắc thế thì hắn tất nhiên sẽ lấy anh ra tế cờ trước tiên. Viên Hiếu thường nói, người này không có nhiều chỗ dựa, Đinh Cao Sơn đi lại với hắn rất gần, hắn cũng không phải là nhân vật sạch sẽ gì. Viên Hiếu Công nói, mâu thuẫn giữa Đinh Cao Sơn và chúng ta tồn tại đã lâu rồi, chuyện liên tiếp xảy ra gần đây rất có khả năng có liên quan tới hắn. Viên Hiếu Thương nói, đại ca, em có một đề nghị, trong vòng một năm, bất kể cung hoàn Sơn có thượng vị hay không thì chúng ta cũng phải đi. chương 1782, sáng ý 1 Viên Hiếu Công gật đầu Viên Hiếu Thương nói, cung hoàn Sơn đã muốn đối phó tưởng Hồng Cương, hắn sẽ lợi dụng anh, anh cũng có thể lợi dụng hắn, chúng ta vừa hay có thể lợi dụng cơ hội lần này để nhổ tận gốc đinh cao sơn, đạp bằng chướng ngại này. Viên Hiếu Công nói, Bí Thư Hạng và Thị trưởng Cung là một đội, tưởng Hồng Cương có vốn liếng gì để tranh với bọn họ. Viên Hiếu Thương nói, đại ca, anh chớ quên tưởng Hồng Cương gần đây đi lại rất gần với Trương Dương, hai ngày trước còn tự mình đi tới Đông Giang tham gia hôn lễ của em gái Trương Dương. Viên Hiếu Công nói, tranh đấu trong chính quyền Bắc Cảng là một vũng nước đục, hắn nếu sáng suốt thì sẽ không nhúng tay vào. Viên Hiếu Thương nói, đại ca, một năm nay đối với chúng ta mà nói thì chính là báo thù, đợi cho ân oán kết thúc, tất cả chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không trở về nữa. Viên Hiếu công mấp máy môi, vẻ mặt của thâm trầm và không thể suy đoán được. Khi ngay chính đàn bác Cảng dày đặc mây đen thì thời tiết của Bắc Cảng lại là trời trong nắng ấm, Trương Đại Quan Nhân và Sở Yên Nhiên dẫn Lão Thái Thái và một nhà tạ trí quốc tới Bạch Đảo Dung Hoạn. Tiêu Mân Hồng đặc biệt phái tới du thuyền xa hoa của Tiêu Quốc Thành, nhìn thấy Tiêu Mân Hồng, Trương Dương hỏi nơi hạ lạc của Tiêu Quốc Thành. Tiêu Mân Hồng cười nói, chú tôi tới Kinh Thành rồi, hai ngày nữa sẽ trở về. Trương Dương nhớ tới quan hệ giữa Tiêu Quốc Thành và Kiều Mộng Viện, lần này tới Đông Giang đã chứng thực được Kiều Mộng Viện không phải là con gái riêng của Tiêu Quốc Thành, thân thế của Kiều Mộng Viện trở nên càng khó bể phân biệt. Trương Đại Quan Nhân vốn định từ chỗ Tiêu Quốc Thành hỏi thêm gì đó, nhưng y không ở bạch đảo thì chỉ có thể đành chịu phong cảnh của bạch đảo ở trong mắt tạ trí quốc đã là vô cùng kinh diễm nhưng trong mắt sở yên nhiên thì cảnh biển nơi này cũng chỉ bình thường thôi cô ta đề xuất mời mọi người có thời gian thì tới đảo thần miếu chơi bãi biển nơi đó mới gọi là đẹp trương đại quan nhân cười nói yên nhiên em sao trở nên có chút xính ngoại thế trang nước ngoài nhất định là tròn hơn trong nước ư tạ hiểu quân nói sư nương lần này tôi đứng ở phía sư phụ ta đảo thần miếu có thể là đẹp vậy không? Sở yên nhiên nói, chỉ có thân lâm kỳ cảnh thì mới có thể cảm nhận được cảnh sắc nơi đó khiến lòng người say mê, cậu và từ ngưng tương lai có thể tới đó kết hôn du lịch, tất cả phí dụng tôi sẽ chi. Lâm Tú cười nói, bọn họ còn nhỏ, nhưng hôn lễ của em và Trương Dương đã nên lên nhật trình rồi. Lâm Tú tuy rằng ngầm đồng ý cho con trai và từ ngưng yêu nhau, nhưng bảo cô ta thực sự chấp nhận đứa con dâu này thì vẫn cần thời gian, cô ta rất xảo diệu dẫn dắt đề tài vòng về trên người trương dương và sở yên nhiên margaret nói đúng đấy hai đứa cũng nên cân nhắc chuyện kết hôn rồi để thêm mấy năm nữa tôi không biết còn còn được tận mắt chứng kiến nữa không nói tới đây lão thái thái bỗng dưng thấy thương cảm trương dương cười ha ha ôm vai lão thái thái bà ngoại bà gấp cái gì chỉ cần bà nguyện ý thì con và yên nhiên ngày mai sẽ kết hôn margaret cười nói nguyện ý đương nhiên nguyện ý rồi sở yên nhiên nói ôi đáp ứng thống khoái vậy ư vậy bà gả cho hắn đi cả đám người đều bật cười margaret cười đến chảy cả nước mắt xuống nha đầu trêu bà à không có tôn ti trật tự gì cả trương dương nói yên nhiên nếu mọi người đều nhất trí yêu cầu anh thấy em nghe theo đi tuy em giàu nhưng anh tốt xấu gì cũng là một bí thư thị ủy quan thương kết hợp tuyệt phối đấy tạ hiểu quân và từ ngưng cũng nhao nhao chúng em cũng thấy vậy Sở Yên Nhiên đỏ mặt, tôi có nói là không gả cho anh ta đâu, chỉ là anh ta hiện tại bận như vậy, chuyện của công ty tôi cũng không ít, chẳng lẽ chúng tôi kết hôn rồi lại mỗi người một nơi à? Những gì mà Sở Yên Nhiên nói cũng đúng là sự thật tồn tại khách quan, hiện tại cô ta và Trương Dương đều có sự nghiệp của mình, hơn nữa không ai có thể từ bỏ được, Margaret nói, nếu cứ mãi vì sự nghiệp thì cả đời không cần kết hôn nữa. Trương Dương nói, kết hôn chứ, cứ quyết định vậy đi, Tết Nguyên Đán năm nay kết hôn. Có hơn nửa năm chuẩn bị, thời gian vậy là đủ rồi. Trương Dương không thể để lão nhân ra thất vọng, những lời mà Margaret nói cũng là sự thật, mắt thấy bà ta mỗi ngày một già, thời gian sống không còn nhiều nữa, hy vọng lớn nhất của lão Thái thái chính là có thể chính mắt chứng kiến cháu gái kết hôn, hy vọng này người làm vãn bối như họ bất kể là như thế nào cũng phải thỏa mãn bà ta. Ánh mắt mọi người đều nhìn Sở Yên Nhiên, Trương Dương đã lên tiếng, hiện tại chỉ chờ Sở Yên Nhiên gật đầu thôi sở yên nhiên gật đầu nói tôi nghe trương dương ở bên cạnh truyền đến tiếng cười của tiêu mân hồng đến lúc đó nhất định phải mời tôi tới uống chén rượu mừng đấy trương dương mỉm cười nói nhất định rồi có điều chuyện này tiêu tiểu thư nhất định phải giữ bí mật cho tôi bằng không tôi chỉ sợ là ứng phó không nổi tiêu mân hồng cười nói biết rồi yên tâm đi tôi sẽ không nói lung tung ra ngoài đâu cô ta có việc tìm trương dương trương dương và cô ta cùng nhau đi vào trong sân ngồi dưới tán che nắng, cách đó không xa chính là bờ cát, tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát tràn ngập lực lượng và tiết tấu, từng trận gió biển mang tới mùi biển. Tiêu Mân Hồng nói: "Bí thư Trương, tôi tìm ngài là vì chuyện đầu tư vào Tân Hải." Trương Dương nói: "Sao, vội vàng thu hồi lại 500 triệu mà các cô cho tôi vay rồi à?" Tiêu Mân Hồng cười nói: "Bí thư Trương hiểu lầm rồi, không phải ý này, 500 triệu đó là chú tôi cho các anh vay, không liên quan gì tới công ty cả." Tôi tìm anh là vì chuyện liên quan tới xây dựng vườn hậu Cần. Trương Dương nói, tôi đã xem qua bản kế hoạch của các cô rồi, cũng đã giao cho hội quản ủy của khu bảo lưu thuế nhập khẩu đánh giá, sắp tới sẽ có kết quả. Tiêu Mân Hồng nói, chú tôi quyết định hợp tác với gia tộc Nguyên Hòa. Mục đích của chúng tôi không chỉ là xây dựng trung tâm hậu Cần lớn nhất Bình Hải, mà là trung tâm hậu Cần hiện đại hóa công nghệ cao nhất lưu thế giới. Trương Dương nói, Tiêu tiên sinh quyết định hợp tác với Nguyên Hòa hạnh tử ư? Tiêu Mân Hồng nói, lần này y tới kinh thành, mục đích chủ yếu chính là gặp mặt mấy vị cao tầng của gia tộc Nguyên Hòa, quyết định chi tiết hợp tác cụ thể. Trương Dương nói, xây dựng vườn hậu cần bản thân đã đáp ứng giao cho các cô, điều kiện tiên quyết là các cô phải làm theo quy hoạch chỉnh thể của khu bảo lưu thuế nhập khẩu, tuân theo an bài toàn cục. Xây dựng công trình sớm hơn đã định càng tốt, bởi vì vườn hậu cần một bộ phận quan trọng của xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu chúng tôi. Tiêu Mân Hồng nói, gia tộc Nguyên Hòa là thương nhân hậu cần lớn nhất toàn bộ Á Châu, bọn họ có kinh nghiệm quản lý phong phú. Tiêu Tiên Sinh chẳng những nhìn chúng điểm này, còn nhìn chúng các trạm trung chuyển trải rộng các nơi trên giới của bọn họ. Con đường càng nhiều thì phí tổn có thể càng thấp, cô ta lấy ra một túi giấy tờ, trong đó là một số tư liệu về vườn hậu cần. Tiêu Mân Hồng giới thiệu, trong đây là hiệu quả đồ vườn hậu cần mà gia tộc Nguyên Hòa tìm thiết kế sư giỏi nhất Nhật Bản thiết kế, trong đĩa có ảnh 3D, bí thư trương có thể về xem. Trương Dương nói, tôi xem xong sẽ cho cô ý kiến. Tiêu Mân Hồng nói, ý tứ của chú tôi là đưa cảng Phước Long vào xây dựng chỉnh thể của vườn hậu cần, do hai bên chúng ta đầu tư, tiến hành cải biến cảng Phước Long trên cơ sở hiện có. Trương Dương nói, các cô trước đây không hề có hứng thú đối với cảng, đây là ý tứ của các cô hay là ý tứ của Nguyên Hòa Hạnh Tử. Tiêu Mân Hồng cười nói, mạnh liên thủ với mạnh khiến thực lực của chúng tôi tăng cường rất lớn, miệng lớn một chút cũng là bình thường thôi mà. Trương Dương nói, đấu thầu xây dựng lại cảng Phước Long vẫn chưa chính thức bắt đầu, cho dù là các cô có hứng thú thì phải thông qua đấu thầu bình thường. Tiêu Mân Hồng nói, Bí thư Trương, tôi chỉ bắn tiếng với ngài trước thôi. Sự thật chứng minh Tiêu Mân Hồng không phải xuất phát từ bắn tiếng lịch sự, sau khi Trương Dương hỏi tiến trình đấu thầu của cảng Phước Long thì biết một chuyện, tập đoàn tinh nguyệt của Singapore cũng đã điện thoại tới, bọn họ ít ngày nữa sẽ phái đại biểu tới khảo sát. Tập đoàn Tinh Nguyệt và gia tộc Nguyên Hòa là đối thủ cạnh tranh sinh ý lớn nhất châu Á, có thể nói địa phương có Nguyên Hòa thì cơ hồ sẽ nhìn thấy nơi làm việc của tập đoàn Tinh Nguyệt. Quan hệ của hai bên cực kỳ giống KFC và McDonald, nhưng hai bên không phải bổ trợ cho nhau mà là quan hệ cạnh tranh trắng trợn. Trương Dương cũng rất quen thuộc với tập đoàn Tinh Nguyệt của Singapore, từ khi hắn làm chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao nam tích thì đã giao tiếp nhiều lần với Phạm Tư Kỳ, chủ tịch tập đoàn Tinh Nguyệt. Phạm Tư Kỳ bởi vì bị cuốn vào vụ án bắt cóc giết người mà gặp phiền toái rất lớn, cuối cùng vẫn là Trương Dương ra tay giúp cô ta giải quyết, tạo thành hiện tượng giả Phạm Tư Kỳ bị bệnh nan y, giành được cơ hội phóng thích cho cô ta. Chương 1783, sáng ý 2. Hiện giờ Phạm Tư Kỳ đang ở Singapore, một lần nữa chấp trưởng đại quyền của Tinh Nguyệt, đương nhiên cô ta hiện tại đã không phải là chủ tịch Tinh Nguyệt, nhưng cổ phần mà cô ta khống chế so với trước khi gặp chuyện không may thì còn nhiều hơn. Sau phong ba lần trước, Phạm Tư Kỳ đã thanh trừ toàn bộ những thanh âm phản đối trong công ty, củng cố quyền lực của bản thân. Trương Dương và Tiêu Mân Hồng nói chuyện một giờ, vốn đã hẹn đi chơi mô tô với Sở Yên Nhiên, nhưng lại bắt Sở Yên Nhiên đợi hắn rõ lâu ở trên bờ cát. Cũng may Sở Yên Nhiên thông tình đạt lý, không bởi vì chuyện này mà tức giận. Trương Đại Quan Nhân vẻ mặt áy náy đi tới trước mặt Sở Yên Nhiên, cười nói, nhà đầu, xin lỗi, tiêu mân hồng tìm anh bản việc, không ngờ lâu như vậy. Sở yên nhiên thở dài, quen rồi, trong mắt của những người làm quen các anh chỉ có quốc gia, làm gì có chút quan niệm gia đình nào. Trương Dương cười nói, đi, đi lái thuyền mô tô. Sở yên nhiên gật đầu, hai người mỗi người đều khiến một chiếc thuyền mô tô phóng ra biển, nói tới trình độ lái, sở yên nhiên trình độ gần như chuyên nghiệp không biết bỏ xa Trương Dương mấy dãy phố. Khi trương đại quan nhân bẻ lái thì kỹ thuật rất kém, cả người và thuyền đều ngã xuống mặt biển, thảm hại vô cùng bò lên. Sở Yên Nhiên nhìn bộ dáng của hắn thì không nhịn được mà cười tươi như hoa. Trương Dương nói: Anh cả đời này cũng không đuổi kịp em trong trò này. Sở Yên Nhiên nói: Anh cho rằng mình không gì không làm được cơ mà. Trương Dương nói: nào lại. Lúc này Tạ Hiểu Quân điều khiển thuyền mô tô trở từ ngưng tới đây, bốn người cũng nhau vẽ ra ba đường sóng trắng trên mặt biển nhìn từ xa giống như ba con rồng biển đang lượn người thắng cuối cùng vẫn sở yên nhiên trương đại quan nhân xếp cuối trên đường đi hắn ngã ba lần trở lại bãi biển sở yên nhiên vẫn cười không ngừng trương dương phát hiện thỉnh thoảng tỏ ra yếu thế trước mặt nữ nhân của mình cũng là một việc tốt có thể khiến cho cô ta vui vẻ đương nhiên hôm nay không phải hắn cố ý tỏ ra yếu thế mà là trình không bằng người trương dương và sở yên nhiên sóng vai ngồi trên bờ cát nhìn mặt trời lặn sở yên nhiên giúp vào đầu vai hắn nhắm hai mắt lại thoải mái đến mức muốn thiếp đi giống như là thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ có thể không quản gì cả không hỏi gì cả sở yên nhiên ôn nhu nói giống như nói mê trương dương em rất muốn triệt để vứt bỏ công tác trong tay cứ như vậy ở bên cạnh anh trương đại quan nhân gật đầu nói được vậy em bỏ việc đi anh sẽ nuôi em sở yên nhiên mở to mắt đánh vào vai hắn một cái cười nói, chỉ bằng vào chút tiền lương của anh thì cho em ăn không khí à? Trương Dương nói, tiền lương của anh tuy rằng không nhiều lắm nhưng anh biết khám bệnh, chờ sau khi chúng ta kết hôn rồi, anh sẽ tìm một cửa hàng rồi mở phòng khám, chuyên trị tạp chứng nan y, treo biển phí dưới một vạn, à không, dưới 10 vạn thì anh cũng sẽ không chấp mắt. Sở Yên Nhiên cười nói, anh cũng đen thật, 10 vạn, phóng mắt khắp toàn cầu không có ai thu phí cao vậy đâu. Trương Dương nói, phóng mắt khắp toàn cầu cũng không có đại cao minh như anh đâu, vậy em nói xem, 10 vạn có đáng giá không? Sở Yên Nhiên cười cười lắc đầu. Trương Dương nói, năm đó nếu không phải anh tiếp chân cho em, một nha đầu xinh đẹp như vậy sẽ trở thành một nàng què rồi, đi đường cũng khập khà khập khiếng như con vịt, em nói xem có khó coi không? Sở Yên Nhiên gá, anh mới là vịt. Trương Dương nói, vạn nghe thì không ít, nhưng đối với một tính mạng mà nói thì là vô giá, anh tin trên đời này người nguyện ý bỏ ra chỗ tiền khám bệnh này nhiều lắm. Sở yên nhiên cũng không dị nghị gì với câu này của hắn, nếu có thể cứu được một mạng người, đừng nói là một vạn, cho dù là trăm vạn ngàn vạn cũng có người nguyện ý bỏ ra, Trương Dương nếu muốn dựa vào y thuật để làm giàu thì chỉ sợ hiện tại đã sớm phú ông ước vạn rồi. Trương Dương nói, anh liệu có nuôi được em không? Sở yên nhiên ôm cánh tay hắn, tựa vào đầu vai hắn nói, nuôi được, Trương Dương, anh nếu ở sự nghiệp chữa bệnh có tiền cảnh lớn như vậy, vì sao còn phải lăn lộn trong quan trường? Trương Dương nói, làm việc phải đến nơi đến chốn hơn nữa, loại cảm giác chúng tinh phủng nguyệt trong quan trường anh rất thích thể hội được. Sặc, anh đúng là một tên quan mê, Trương Dương, anh hiện tại tuy rằng là bí thư thị ủy, nhưng quan trường vô trường mực, phía trước anh còn có cấp thính, cấp bộ, cấp quốc, chẳng lẽ anh một lòng một dạ tiếp tục lăn lộn trong quan trường ư? Trương Dương cười nói, đi một bước thì nhìn một bước, làm được tới ngày nào thì hay ngày đó, thật ra với năng lực của anh cho dù cho anh làm tổng thống thì anh cũng thừa sức. Sở Yên Nhiên cười nói, vậy em cho anh làm tổng thống nhé, phía đảo thần miếu em nói được, để anh làm đảo chủ kiêm tổng thống được không nào? Trương Dương khinh thường nói, một hòn đảo hoang thôi mà, làm tổng thống của ai chứ? Sở Yên Nhiên nói, so với Vatican còn lớn hơn đấy, chỉ cần muốn làm chuyện gì mà không thể làm được. Mua được mấy nước lớn, làm tốt quan hệ với liên hiệp quốc, được liên hiệp quốc công nhận thì chính là một đảo quốc độc lập rồi. Sở Yên Nhiên chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nhưng Trương Đại Quan Nhân thì lại động tâm tư, cái đó, thật sự nếu thành công lập nước, anh chẳng phải là tổng thống khai quốc ư? Nhưng đó là một hòn đảo không có người ở mà, cho dù là làm tổng thống thì cũng chỉ là một tư lệnh không có quân, chẳng uy phong bằng làm một bí thư chi bộ thôn. Sở Yên Nhiên cười nói, anh coi thường đảo thần miếu rồi. Em nói cho anh biết, hiện tại có hơn 200 tinh anh của thương giới đã ký hợp đồng mua đất rồi." Trương Dương nói, "Con bé này đúng là giỏi lừa gạt, nói với anh đi, 200 người này bị em lừa thế nào vậy?" Sở Yên Nhiên cười nói, "Có được một sáng ý, anh biết 2012 không? Trong thần thoại Maya có một lời dự đoán, là về tận thế 2012, em sau khi có được quyền khai phá hòn đảo này, gặp phải mấy cơn địa chấn, cho nên liên tưởng tới năm 2012." thế là em liền đi quanh thế giới rêu rao khái niệm ngày tận thế, coi đảo thần miếu là mốt nơi tị nạn cuối cùng của nhân loại, chúng em cũng tiến hành xây dựng quay chung quanh phương diện này, mỗi một căn biệt thự đều có chỗ tránh nạn tận thế. Trường đại quan nhân tràn ngập ngạc nhiên nói ngạc nhiên nói, lời nói dối ly kỳ như vậy mà họ cũng tin à. Còn nói gì là tinh anh thương giới, đầu bọn họ đều bị lừa đá ư. Sở yên nhiên gắt, đầu anh mới bị lừa đá ấy. Trương đại quan nhân cười nói, anh nói sai rồi, đám tinh anh thương giới đầu bị va vào cửa cả rồi, sao lại đi tin vào năm 2012 thế giới sẽ bị hủy diệt chứ? Theo lý mà nói thì đều là người thành tinh cả, chẳng lẽ đầu óc đều ngắn vậy ư? Sở yên nhiên nói, anh nghĩ xem đi, những người này đều có tiền rồi, không phải lo cơm áo gạo tiền, trước mắt cũng không có gì phải lo lắng, cho nên đặc biệt quan tâm tới chuyện tương lai, năm 2012 nói gần không gần, Nói xa cũng không xa, trước sau cũng còn 15 năm nữa, anh cảm thấy rất khó hiểu phải không? Trương Dương gật đầu, trong chuyện này, hắn thực sự có chút không thể lý giải, hắn cho rằng tận thế năm 2012 chỉ là một trò đùa. Sở Yên Nhiên nói, thật ra anh nên hiểu, con người ta khi tới độ cao nhất định thì đều thích nhìn xa trông rộng, lo lắng cho chuyện tương lai. Anh không hiểu thì chứng tỏ là độ cao của anh không đủ. Trương Dương cười nói, độ cao của anh không đủ nhưng anh nói thật với em nhé, em có thể dễ dàng lừa được 200 tên tinh anh của xã hội, giống như loại của anh, há chẳng phải là bán anh rồi mà anh còn giúp em đếm tiền ư? Sở Yên Nhiên cười nói, đừng nói bản thân mình đơn thuần như vậy, ai lừa ai chứ? Từ đầu đến cuối đều là anh lừa em. Trương Đại Quan Nhân nói, ai lừa ai ư? Đương nhiên là em lừa anh rồi. Em lừa anh cái gì? Em nhiều tiền như vậy, đương nhiên là khinh thường chút tiền lương của anh, em là lừa sắc anh. Anh cút đi, Trương Dương, ra mặt anh dày quá đấy. Đinh Cao Thăng của hàng mẫu thương vụ vào 1 giờ sáng thì bị cảnh sát tóm, chuyện phát sinh rất đột nhiên, Đinh Cao Thăng thậm chí không kịp gọi điện thoại thì đã bị cảnh sát lôi lên xe rồi. Sau khi Đinh Cao Sơn biết chuyện này thì lập tức gọi điện thoại cho Cục trưởng Phân Cục Cảng mới Tô Vinh Thiêm, Tô Vinh Thiêm cũng cảm thấy mạc danh kỳ diệu, hắn căn bản không nhận được thông chi muốn bắt Đinh Cao Thăng. Nói cách khác, chuyện này không phải Phân Cục Cảng mới bọn họ làm người đầu tiên mà tô vinh thiêm nghĩ đến chính là trình diễm đông điều này cũng rất bình thường sau khi tô vinh thiêm chấp trưởng quyền trị an của cảng khu mới chỉ có trình diễm đông là làm trái luật phá án vượt biên giới tô vinh thiêm nói đinh tổng chuyện này tôi không biết tôi hiện tại sẽ hỏi cho anh đúng rồi anh cũng hỏi thăm thử động tĩnh bên phía tân hải đi đinh cao sơn nhíu mày hắn minh bạch tô vinh thiêm có ý gì đinh cao sơn không cho rằng chuyện của em trai có liên quan tới tân hải lần Tân Hải phá án vượt địa bàn đã dẫn tới bất mãn mãnh liệt của phía Bắc Cảng, Trương Dương hiện tại đang ở vào lúc đường làm quan rộng mở, không cần thiết phải mạo hiểm để làm ra loại chuyện này, huống chi đinh ra bọn họ cũng không có bất kỳ mâu thuẫn gì với Trương Dương. Đinh Cao Sơn nói, tô cục, tôi chỉ hỏi xem chuyện này có liên quan tới các anh không thôi. Trường 1784, sáng ý 3. Tô Vinh Thiêm nói, Đinh ổng, chuyện này tôi trước đó không nghe thấy phong thanh gì, tuyệt đối không có. Hắn lại khẳng định thêm một câu, tựa hồ muốn gia tăng lực độ lời nói của mình. Đinh Cao Sơn nói, tô cục, chúng ta là bằng, tôi vẫn không thể tin anh được, chuyện này vô cùng kỳ quái, đinh ra chúng tôi luôn luôn tuân theo pháp luật, không biết đã đắc tội với lộ thần tiên nào, đêm hôm khuya khoát lại bắt em trai tôi đi. Tô Vinh Thiêm nói, Đinh Tổng yên tâm, tôi lập tức sẽ tra thử giúp anh. Tô Vinh Thiêm buông điện thoại, không đợi hắn gọi điện thoại hỏi thì trong cục đã gọi điện thoại tới, triệu tập hắn đi tới cục lý họp khẩn cấp. Tô Vinh Thiêm nhìn đồng hồ, hiện tại là một rơi sáng, cục lý không ngờ chọn họp vào lúc này, Tô Vinh Thiêm từ trong đáy lòng sinh ra một loại cảm giác gió thổi mưa rông trước cơn bão. Cục trưởng của 6 khu thành phố Bắc Cảng tất cả đều bị triệu tập tới phòng họp nhỏ của thị cục, cục trưởng viên hiếu công mặc cảnh phục ngồi đó, hai mắt sáng ngời hữu thần, không hề tìm thấy một chút mệt mỏi nào trên mặt y. Các phân cục trưởng tới phòng họp rồi ngồi xuống, từ vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc của Viên Hiếu công đều ý thức được tối nay nhất định có đại sự phát sinh. Viên Hiếu công nói: "Tối nay tôi gọi mọi người tới đây mở một cuộc họp khẩn cấp, xét thấy tình trạng trị an của thành phố Bắc Cảng ngày càng có chuyển biến xấu, tối nay chúng ta sẽ tiến hành một hồi sửa trị đột kích trong phạm vi toàn thành phố, do thị cục thống nhất hành động, nơi này chính là bộ chỉ huy lâm thời của chúng ta, từ giờ trở đi, mọi người phục tùng an bài của tôi." Phối hợp nhất trí, kiên quyết đánh một chiến dịch gian khổ. Tô Vinh Thiêm lập tức ý thức được Đinh Cao Thăng bị bắt là có liên quan tới hành động lần này, nói cách khác, viên hiếu công trước khi gọi bọn họ tới đây họp đã triển khai hành động rồi, sau khi bọn họ tới phòng họp của Tổng cục, chỉ chẳng qua là công khai hóa hành động. Các phân cục trưởng nhìn nhau, từ trong ánh mắt của nhau đều tìm được vẻ hoang mang, viên hiếu công làm như vậy là không tín nhiệm đối với đám phân cục trưởng này, chẳng lẽ y sợ có người sẽ đi báo tin. Đêm nay đối với đa số người đến của chiến tuyến công an Bắc Cảng mà nói nhất định là một đêm không ngủ, dưới sự chỉ huy của viên Hiếu công, công an Bắc Cảng xuất động toàn tuyến, đột kích một đám phần tử phạm tội khả nghi, tối hôm đó còn tiến hành một lần kiểm tra toàn diện trung tâm giải trí lớn nhỏ của Bắc Cảng, đây là một lần hành động có quy mô lớn nhất trong lịch sử Bắc Cảng. Trần Cương nửa đêm thì mắc tiểu phải dậy, lớn tuổi rồi, công năng của tuyến tiền liệt cũng thoái hóa theo, y hiện tại một đêm phải dậy hai lần trần cương nhìn nhìn nữ ca sĩ đới lâm còn đang ngủ say bên cạnh mình khóe môi không khỏi phát ra một nụ cười thỏa mãn đừng nhìn bộ dạng nghiêm nghị không thể xâm phạm của nữ nhân này trên sân khấu nhưng khi lên giường rồi thì chính là một dâm phụ trần cương lặng lẽ đi xuống giường tới toilet giải quyết nỗi buồn có lẽ là do cảm ứng y đi tới trước cửa sổ vén màn nhìn ra ngoài thấy đèn cảnh sát nhấp nhoáng trần cương không khỏi cả kinh y lập tức ý thức được đó là một một hiện tượng không bình thường sau đó liền nảy sinh suy nghĩ muốn lập tức bỏ đi, nhưng Trần Cương lập tức lại nghĩ, nơi này là thiên nhai, không ai tới đây cha cả. Nữ nhân trên giường phát ra tiếng nói mê. Trần Cương nhíu mày trở lại giường nằm xuống, vươn tay ra bóp ngực nữ nhân đó, nữ nhân đang ngủ say bực bội đẩy ra, không ngờ động tác như vậy lại khơi dậy sự phẫn nộ của Trần Cương, y cực kỳ thô bạo lật nữ nhân bên cạnh xuống, lập tức đút vào người cô ta, nữ nhân mở to mắt vì đau, sau đó lập tức biến thành vẻ mặt anh rua, dùng mấy tiếng tiếng rên rỉ để khơi dậy dục hỏa của Trần Cương, mà động tác của Trần Cương cũng không kéo dài được lâu, vừa nhấp được hai bá cái thì toàn thân run rẩy ôm chặt lấy nữ nhân đó. Đới lâm phát ra tiếng rên rỉ chưa tận hứng, hắn chân cuốn chặt lấy Trần Cương, tựa hồ muốn hút hết mỗi một giọt nước trong người y, Trần Cương thở hổn hển dẫy ra khỏi người cô ta rồi nằm lại chỗ. Đới lâm rút khăn tay ra bịt giữa hai chân rồi chạy vào nhà tắm. Trần Cương có chút bất an, y đứng dậy đi về phía trước cửa sổ, đèn cảnh sát ở ngã tư đường tựa hồ càng lúc càng nhiều. Trần Cương cuối cùng cũng quyết định rời khỏi, y nhanh chóng mặc quần áo. Đới lâm đi ra thì nhìn thấy Trần Cương đã mặc quần áo rồi, có chút kinh ngạc nói, đã muộn thế này anh còn đi đâu. Trần Cương nói khẽ, trong nhà có việc gấp, gọi điện thoại tới bảo vệ. Đới lâm bĩu môi, người Trần Chuồng bước tới ôm cổ y, chuyện gì mà cứ phải làm vào lúc này, em không muốn để anh đi. Trần Cương nói, chuyện của cô tôi đã an bài rồi. Trần Cương không bị sự làm núng của đới lâm đả động, cái mà y muốn y đã chiếm được rồi, thù lao của đới lâm y cũng trả rồi, mọi người ai có nhu cầu nấy, không ai nợ ai. Đới lâm dịu dàng nói, em không nỡ để anh đi. Trần Cương thầm mắng lắm mồm, vừa rõ ràng nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt cô ta, ra rồi, Trần Cương thầm cảm thán nói, gần đây sức dụ hoặc của chuyện phương diện này đối với y cũng bắt đầu thấp đi, Thật ra y tìm nữ nhân cũng không phải là vì sinh lý mà là vì tâm lý, đây là một loại cảm giác muốn chinh phục. Trần Cương đi rất kiên quyết, địa phương Thiên Nhai này rất bí ẩn, ra vào đều có thang máy đặc biệt, phải có thẻ mới sử dụng được, ở đây không lo chạm mắt người quen, Trần Cương khi đi qua hành lang gặp nữ chiêu đãi viên nữ chiêu đãi viên, ánh đèn có chút mờ mờ, y đi rất nhanh, không thấy rõ bộ dạng của đối phương khi đi tới cuối mới nghĩ ra gì đó quay đầu lại nhìn thì thân ảnh của nữ chiêu đãi viên đó đã biến mất rồi. Lần kiểm tra đột kích bắt dầu vào nửa đêm của Bắc Cảng này đã gây chấn động toàn thành, tối hôm đó tổng cộng bắt được 57 phần tử phạm tội, kiểm tra 17 nơi ăn chơi, cảnh sát tổng cộng bắt đi 239 cô gái bị tình nghi dính líu đến mại dâm, ở hiện trường bắt được 37 khách làng chơi. Phá hủy máy đánh bác của 6 nơi, thu giữ hơn 500 vạn tiền đánh bạc. Lần hành động không hề có dấu hiệu này của cảnh sát Bắc Cảng có lực độ lớn, phạm vi rộng, có thể coi là chưa từng có. Đinh Cao Thăng bị bắt không phải là vì phạm tội kinh tế mà là vì hình sự, 3 năm trước gây ra vụ án tấn công người khác, lúc ấy bắt được hai hung thủ, một người trong đó khai là được Đinh Cao Thăng sai khiến, mệnh lệnh bắt hắn là do viên hiếu công trực tiếp hạ xuống. Đêm nay tưởng Hồng Cương cũng không thể ngủ ngon, Đinh Cao Sơn vào dạng sáng liền gọi điện thoại tới, nói với hắn chuyện em trai bị bắt, tưởng Hồng Cương bắt đầu đoán trước được chuyện này không ổn, lần chỉnh đốn trị an này của Bắc Cảng thật sự là quá đột nhiên, viên hiếu công không động thì thôi, đã động thì lập tức vang dội, đả kích cả tội phạm hình sự, quét sạch mại dâm và cờ bạc, có thể nói là bắt tất. Khiến cho người ta hoang mang là trước đó không hề có dấu hiệu gì, tưởng Hồng Cương cho rằng chỉ mình bị bịt mắt mà thôi, chuyện lớn như vậy viên hiếu công không thể không thông qua thị lý. Nếu chuyện này là ý tứ của thị lý thì không thể không khiến hắn nghĩ nhiều tưởng hồng cương không khỏi nhớ tới những lời mà mình đã nói với tống hoài minh hắn đề xuất tới khái niệm pháp trị hắn châm chích tình hình trị an của bắc cảng một hồi chẳng lẽ việc này đã truyền tới tai của lãnh đạo bắc cảng đoàn đội lấy hạng thành làm đại biểu lợi dụng phương thức này đã tặng mình một kích đón đầu tưởng hồng cương tuy rằng đã đáp ứng đinh cao sơn sẽ hỏi đến chuyện này nhưng bên trong lời nói của y lộ ra lộ ra vài phần khó xử hiện tại là lúc nhạy cảm hắn nếu như đi tìm hạng thành thì chỉ sợ là tự rước lấy nhục Đinh Cao Sơn từ trong điện thoại nghe ra sự do dự của tưởng Hồng Cương, hắn quyết định tự mình đi tìm viên hiếu công một chuyến, đối mặt vị cục trưởng công an thành phố Bắc Cảng này, Đinh Cao Thăng không hề lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi nào, hắn cười nói, viên cục, nửa đêm nửa hôm gọi em trai tôi đi có việc gì vậy? Hắn giết người hay là phóng hỏa? Viên Hiếu Công nói, Đinh Tổng không biết những gì mà em trai mình đã làm ư. Năm kia ông chủ đồng chính dương của quán karaoke Bách Thắng bị người ta cắt gân chân anh chắc biết chứ hả? Đinh Cao Sơn nói, có nghe nói, nhưng chuyện đó có liên quan gì tới chúng tôi? Viên Hiếu Công nói, năm đó người gây ra vụ án của Đồng Chính Dương tổng cộng có hai tên tội phạm, hiện một người ở trong đó đã phản cung, hắn khai em trai anh Đinh Cao Thăng mới là người người chủ sự chân chính. Đinh Cao Sơn nói, loại tội phạm cùng hung cực ác này, khẩu cung của bọn họ có thể tin được không? Hiện giờ là xã hội pháp trị, cảnh sát các anh phá án cũng cần chứng cứ, Viên Hiếu công mỉm cười nói, "Chúng tôi sẽ không đổ người tốt bị oan, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một người xấu nào. Chúng tôi mời Đinh Cao Thăng tới đây là để hiệp trợ điều tra, hắn không chỉ bị tình nghi dính líu đến vụ án của Đồng Chính Dương đâu. Tôi có thể tiết lộ cho anh một chuyện, căn cứ vào những gì mà chúng tôi hiện tại điều tra được thì hắn có thể còn liên quan tới phản động." Đinh Cao Sơn biến sắc, hắn nói khẽ, "Em trai tôi không thể nào làm vậy, tôi lấy danh dự của tôi ra để bảo đảm." chương 1785, ai sợ ai? Một, viên hiếu công nói, công an chúng tôi tin chứng cứ chứ không phải danh dự. Đinh Cao Sơn nói, tôi nhớ rõ có câu châm ngôn, con người ta làm gì thì trời cũng thấy, không tin thì cứ ngẩng đầu lên mà nhìn, trời cao liệu có bỏ qua cho ai không? Đồng tử viên hiếu công chợt co rút lại, một cỗ sát khí chợt từ quanh người y tỏa ra. Đinh Cao Sơn vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên cười nói tôi một độ hy vọng quan viên của chúng ta tất cả đều là thiết cốt cương trực công chính thanh liêm công chính không hề có tư tâm nhưng hy vọng của tôi lại cứ lần lượt tan biến viên cục quen tôi nhiều năm như vậy xem ra vẫn chưa hiểu tôi rồi viên hiếu công nói tôi là cảnh sát anh chỉ là một thương nhân giữa chúng ta không có giao tiếp đinh cao sơn nói vậy tôi giúp anh hiểu tôi thêm một chút nhé con người của tôi là thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành Người khác tốt với tôi thì tôi sẽ đối tốt với hắn gấp bội. Nếu người khác chơi tôi thì tôi sẽ chơi lại hắn, chơi còn thâm hơn gấp trăm lần." Viên Hiếu Công nói, "Anh có biết hay không, chỉ dựa vào những lời vừa rồi của anh tôi có thể kiện anh uy hiếp, Đinh Tổng lăn lộn trong thương giới nhiều năm như vậy, chắc không phải là người thiếu kiến thức pháp luật, anh biết hậu quả uy hiếp nhân viên công an là thế nào không?" Đinh Cao Sơn lạnh lùng nói, "Vậy thì xem tôi có vốn để nói hay không đã." trên đời này chuyện 50 bước cười 100 bước nhiều lắm, con người ta dưới tiền đề mông mình còn chùi chưa sạch thì đừng có dễ dàng đi chọc vào người khác. Cẩn thân khi vấy bẩn người khác thì cũng vấy bẩn cả mình đấy. Hắn đứng lên, đã nói tới nước này thì chẳng khác nào nói rõ tất cả. Viên Hiếu công lạnh lùng nhìn Đinh Cao Sơn, tặng hắn một câu, kiểu chết của một người có nhiều loại lắm, nhưng cái duy nhất mà anh có thể chủ động lựa chọn lại chỉ có một thôi. Đinh Cao Sơn dừng chân, Hắn đương nhiên nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của Viên Hiếu công, loại lựa chọn mà người ta có thể chủ động làm ra chính là tự sát. Đinh Cao Sơn bình tĩnh nói, "Tương lai tôi nếu đi trước một bước thì Viên cục đừng tiếc một bó hoa tươi, Viên cục nếu đi trước tôi thì tôi cũng sẽ đích thân tới tiễn đưa." Đinh Cao Sơn không hề kể lại những gì mà nói đã nói với Viên Hiếu công lại cho Tưởng Hồng Cương. Tuy rằng hắn và Viên Hiếu công đã trở mặt, nhưng hắn vẫn ký thác hy vọng vào Tưởng Hồng Cương, hy vọng Tưởng Hồng Cương có thể hóa giải chuyện này. Tưởng Hồng Cương không hề tiếp điện thoại của Đinh Cao Sơn, trên thực tế di động của hắn để ở trạng thái im lặng, trước mắt đang tham gia cuộc họp thường ủy khẩn cấp của thị lý. Hạng Thành trên hội nghị đầu tiên khẳng định thành tích chỉnh đốn trị an tối hôm qua, Tưởng Hồng Cương lưu ý thấy Hạng Thành cường điệu mục đích của hành động lần này là để đối phó với tội phạm hình sự, về phần quét mại dâm cờ bạc chỉ là tiện thể thôi. Sau khi Hạng Thành khẳng định thành tích tối hôm qua thì ánh mắt cố ý mà như vô ý lướt qua mặt Tưởng Hồng Cương, giọng nói của y tràn ngập lực độ tình trạng trị an của Bắc Cảng bị lãnh đạo tỉnh trực tiếp điểm danh, nói tỷ lệ phạm tội của Bắc Cảng chúng ta cao nhất toàn tỉnh. Chúng ta cũng đã lâu rồi không làm công tác thống kê tỷ lệ phạm tội. Có một sự thực chúng ta cần phải nhìn thấy, trong công tác của chúng ta tồn tại thiếu sót rất lớn, phát hiện thiếu sót không phải là chuyện xấu mà là chuyện tốt. Chứng minh chúng ta còn có không gian để đề thăng, tôi mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, nhiệm kỳ của tôi còn một năm nữa, trong nhiệm kỳ của tôi tôi sẽ cố gắng hết sức của mình để làm thêm mấy chuyện cho Bắc Cảng cho dù không thể đề danh vào sử xanh thì tôi cũng không muốn lưu lại tiếng xấu. Tôi muốn để người dân Bắc Cảng sau này khi nhắc tới tôi sẽ có người nói một câu, bí thư hạng vẫn làm được một số việc thật. Khi hạng thành nói tới câu cuối cùng thì gõ bàn, tựa hồ rất kích động. Gõ núi dọa hổ, trong lòng đa số thường ủy đều là nghĩ như vậy, hành động lần này là nhằm vào tưởng Hồng Cương, tình lý bất mãn đối với chị An Bắc Cảng, cũng là sau khi tưởng Hồng Cương tới Đông Giang mới chuyển ra, Tâm lý nóng lòng thượng vị của tưởng Hồng Cương đã bị rất nhiều người phát hiện, Cung Hoàn Sơn sẽ không dễ dàng nhường cơ hội cho hắn, lần nghiêm đả tối hôm qua chính là phản kích của Cung Hoàn Sơn. Mọi người đều minh bạch, nghiêm đả, quy mô như vậy phải được Hạng Thành gật đầu, chuyện này cũng nói với mọi người rằng đại quyền của Bắc Cảng vẫn nằm trong tay Hạng Thành. Hạng Thành muốn thông qua lần nghiêm đả này khiến cho một số thường ủy bắt đầu bàng hoàng mê võng nhận rõ tình thế, đừng tưởng rằng mình sắp về hưu là có thể quên đi sự tôn trọng đối với mình. Cung Hoàn Sơn nói, bí thư hạng, thành quả nghiêm đả tối hôm qua thật sự không ít, chúng ta về sau sẽ chuẩn bị tiến hành thêm kiểu chỉnh đốn đột kích như vậy, cố gắng trong khoảng thời gian ngắn khiến hoàn cảnh trị an của Bắc Cảng có thể bay vọt về chất. Tưởng Hồng Cương cười lạnh trong lòng, đã kích tội phạm hình sự, bắt mấy tên tội phạm, bắt vài con điếm, thu ít tiền cờ bạc là có thể giải quyết được vấn đề của Bắc Cảng ư. Có quỷ mới tin đó, mấu chốt của Bắc Cảng không phải ở đây, hạng thành chỉ phô trương thanh thế, Y đang lảng tránh mâu thuẫn chủ yếu, tuy rằng tưởng Hồng Cương thấy rõ, nhưng tưởng Hồng Cương cũng không dám đi ngược gió, nếu hiện tại hắn đề xuất giải thích của mình thì khẳng định sẽ bị Hạng Thành tóm lấy cơ hội. Bộ trưởng tuyên truyền Hoàng Bộ Thành lặng lẽ nhìn tưởng Hồng Cương một cái, ánh mắt của lúc này tưởng Hồng Cương nhìn vào mặt bàn, lộ ra vẻ chán nản, Hoàng Bộ Thành nhìn thấy bộ dáng của hắn thì không khỏi có chút thất vọng, so sánh với với Hạng Thành thì tưởng Hồng Cương vẫn còn kém lắm. Ủy ban kỷ luật Trần Cương tỏ thái độ, tôi ủng hộ hành động nghiêm đả lần này của thị lý, muốn an cư lạc nghiệp thì đầu tiên phải xây dựng một hoàn cảnh hài hòa an bình, phải có một trật tự xã hội ổn định, phải cho người dân thực sự cảm thấy an toàn, lần nghiêm đả này của thị lý là rất cần thiết, quyết định của bí thư hạng là cực kỳ anh minh. Tưởng Hồng Cương nghe thấy vậy thì thầm mắng Trần Cương, vuốt mông ngựa cũng không cần trắng trợn như vậy chứ. Trần Cương này quả nhiên là gió đầu tường, gió thổi hơi lớn là hắn lập tức hướng theo gió. Tưởng Hồng Cương phát hiện rất nhiều thường ủy đều đang nhìn mình, mọi người đều là người thông minh, biết hạng thành lần này là muốn cho ai khó coi, tưởng Hồng Cương anh không phải ở trước mặt lãnh đạo tỉnh nói chị An Bắc Cảng không tốt sao. Vậy tôi sẽ nghiêm đả cho anh xem. Tưởng Hồng Cương ý thức được mình phải nói vài câu, nếu hắn không nói lời nào thì một chút uy tín mới thành lập trong thường ủy lập tức sẽ bị hạng thành quét sạch. Thời gian trước, sở dĩ có thường ủy bắt đầu do dự vấn đề xếp hàng là vì bọn họ nhìn thấy mình dần dần cường ngạnh lên. Mình cứng rắn chưa được vài ngày, nếu bị Hạng Thành dùng quyền đánh ngất, ví dụ như Trần Cương lập tức trở về trong đội ngũ của Hạng Thành, không ai là kẻ ngốc cả. Hoàng Bộ Thành cũng không thể ngốc nghếch đi sau phất cờ hò reo cho một kẻ không có hy vọng lên làm bí thư thị ủy, muốn để cho người khác ủng hộ mình, hoặc là mình phải thể hiện ra thực lực hơn người, hoặc là phải khiến nhóm người này nhìn thấy hy vọng. Lần nghiêm đả này là Hạng Thành muốn khiến Tưởng Hồng Cương mất hết mặt mũi khiến một tia hy vọng mà tưởng Hồng Cương vừa mới thành lập trong thường ủy sẽ tan biến tất cả. Tưởng Hồng Cương nói, tôi cũng tán thành lần nghiêm đả này, cảnh sát bác cảng quán triệt chỉ thị của lãnh đạo tỉnh rất chính xác và kịp thời. Khi tưởng Hồng Cương lời này cũng đã cân nhắc tới hậu quả, những lời này đã chỉ thẳng mũi nhọn vào hạng thành, hơn nữa có cái hiểm giảm bớt công lao của hạng thành, hắn là đang nói với người khác, lần này không phải hạng thành anh anh Minh, là anh bất đắc dĩ phải làm, nếu không phải tống hoài minh chỉ ra chị an của bắc cảng quá kém thì hạng thành anh cũng sẽ không đột nhiên làm ra nghiêm đả gì cả. tưởng hồng cương nói, đương nhiên chúng ta cũng có thể nhận thức được chị an bắc cảng muốn có chuyển biến tốt từ căn bản thì dựa vào một lần hai lần nghiêm đả là không được, có lẽ có thể mang đến một số tác dụng nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề trên căn bản. hạng thành không chút khách khí ngắt lời tưởng hồng cương, đồng chí hồng cương, anh cho rằng vấn đề trên căn bản là gì? tưởng hồng cương nói vấn đề trên căn bản là những lời này của tưởng hồng cương căn bản không có cơ hội được nói tiếp cung hoàn sơn lại ngất lời hắn đồng chí hồng cương anh không hài lòng đối với tình trạng trị an của bắc cảng tôi không biết anh rốt cuộc có biết bắc cảng đang cố gắng trên trị an có biết tỷ lệ tội phạm của bắc cảng đang giảm dần từng năm hay không hạng thành cười nói hoàn sơn để hồng cương nói hết đã tưởng hồng cương nói tôi không có lời gì hay cả tôi lần này tới tỉnh lý họp Bí Thư Tống đã phê bình tôi một trần về vấn đề này, tôi chỉ là truyền đạt theo đúng tình hình thực tế, tôi không phải không hài lòng đối với chị An của Bắc Cảng, tôi cũng nhìn thấy sự cố gắng của mọi người, thị trường cung nói cứ như là tôi có dụng tâm khác, tôi cũng là một thành viên của Bắc Cảng, tôi cũng không hy vọng người khác nói không tốt về Bắc Cảng. chương 1786, ai sợ ai? 2. Cung Hoàn Sơn nói, đúng vậy, việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, cho dù là Bắc Cảng không tốt thì tôi tin đồng chí Hồng Cương cũng sẽ không tới mức đi nói xấu Bắc Cảng với bên ngoài." Tưởng Hồng Cương cao giọng nói, "Thị trưởng Cung, lời này của anh là có ý gì? Tôi chỉ nhắn lại ý kiến của lãnh đạo tỉnh, chẳng lẽ anh hoài nghi tôi có dụng tâm khác ư? Anh nếu không tin tôi thì cứ gọi điện thoại đến hỏi Bí thư Tống đi, xem xem y có phải từng nói vậy không." Tưởng Hồng Cương đoán chắc Cung Hoàn Sơn không thể tới chỗ Tống Hoài Minh đối chất nhưng những lời vừa rồi của hắn đã kéo cả Tống Hoài Minh vào là không sáng suốt, chỉ có thể khiến mọi người nhìn thấy hắn thiếu vững tâm, thậm chí có người cảm thấy hắn đang cáo mượn oai hùm lôi Tống Hoài Minh ra để dọa người ta. Cung Hoàn Sơn còn muốn nói tiếp thì Hạng Thành đã chặn lại nói thôi, mọi người đều là đồng chí của nhau, cũng không phải có thù riêng, hơn nữa còn đều là vì muốn tốt cho Bắc Cảng, cãi nhau làm cái gì? lại còn đỏ mặt tía tai nữa, hay lắm đấy à? Chúng ta là một đoàn đội phải có tinh thần đoàn đội, chỉ có hợp tác với nhau mới có thể quản lý tốt nào có. Tôi biết mọi người đều là đồng chí tốt, có câu con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà bẩn, làm gì có đạo lý người mình nói xấu người mình, nếu thực sự như vậy thì có còn là người nữa không? Tưởng Hồng Cương bị nghẹn tới mức mạnh tái xanh, những lời này của hạng thành căn bản là mắng mình, nhưng hắn lại không tiện phản bác. Cho dù hắn muốn phản bác thì hạng thành cũng sẽ không cho hắn cơ hội phản bác để cơ hội phản bác, xua tay nói tan họp. Tưởng Hồng Cương là người đầu tiên ra khỏi phòng họp, hắn trước giờ luôn có hàm dưỡng suốt chúng lần đầu tiên biểu hiện ra vẻ oán giận và thất thố như vậy. Tất cả các thường ủy đều thấy lần giao phong này giữa Tưởng Hồng Cương và Hạng Thành, Tưởng Hồng Cương đã bại. Hạng Thành và Cung Hoàn Sơn rời khỏi cuối cùng, Cung Hoàn Sơn khi đi ra cửa với Hạng Thành thì nói khẽ tiểu nhân. Tưởng Hồng Cương tuy rằng dự đoán được Hạng Thành sẽ có phản kích, nhưng không ngờ sự phản kích của y lại tới nhanh chóng và kịch liệt như vậy trên cuộc họp thường ủy hạng thành và cung hoàn sơn kẻ sướng người họa khởi sướng công kích đối với hắn, tưởng Hồng Cương thậm chí bắt đầu có chút hối hận vì đã tham gia cuộc họp thường ủy lần này. Sau khi họp xong, không không về văn phòng của mình mà gọi lái xe rời khỏi thị ủy, sau khi ra cửa, tưởng Hồng Cương mới nhớ tới mình không hề định đi đâu cả, cầm di động, xem lại danh sách các cuộc gọi nhớ, hắn gọi lại cho Đinh Cao Sơn. Giọng nói của Đinh Cao Sơn không hề nghe ra quá nhiều vẻ khác thường, nói khẽ tôi ở sân gôn núi ngọc bình tưởng hồng cương cảm thấy kinh ngạc với tâm tình hiện tại của đinh cao sơn còn có thể đi đánh gôn ư mang theo vẻ mê hoặc hắn tới ngọc bình ngồi xe điện của nhân viên công tác tới sân bóng thấy đinh cao sơn đang đứng trên đồi vung gậy quả bóng vẽ ra một đường cong màu trắng rồi xa đó hạ xuống đằng xa đinh cao sơn không tiếp tục đánh bóng đưa vợt cho trợ thủ sau đó tháo bao tay đi về phía tưởng hồng cương tưởng hồng cương cũng chậm rãi đi về phía đinh cao sơn so với bộ pháp của hữu lực của đinh cao sơn tưởng hồng cương lộ ra có chút bước chân nặng nề rất nhiều khi thông qua bộ pháp của một người có thể thấy được tâm tình của hắn tâm tình của tưởng hồng cương rất ngưng trọng mà tâm tình của đinh cao sơn tuy rằng không thoải mái hơn so với tưởng hồng cương nhưng hắn tràn ngập ý chí chiến đấu đinh cao sơn đã làm tốt chuẩn bị đánh một trận đinh cao sơn nói vừa học à hắn biết tưởng hồng cương sẽ không vô duyên vô cớ không tiếp điện thoại tưởng hồng cương gật đầu nói thị lý mở cuộc họp thường ủy nói về chuyện nghiêm đả tối hôm qua đinh cao sơn nói đả ai là đả kích toàn diện hay là đả kích trọng điểm tưởng hồng cương thở dài nói bí thư hạng tự mình hạ mệnh lệnh đinh cao sơn nói có người đang quan báo tư thù người mà hắn nói chính là viên hiếu công tưởng hồng cương nói cao sơn anh nhất định đừng xung động xung động không giải quyết được vấn đề gì cả Đinh Cao Sơn nói, em trai tôi bị người ta bắt, hiện tại muốn gán tội phản động cho hắn, ngay cả chuyện bé bằng hạt gạo trong quá khứ cũng muốn lật lại, bọn họ muốn làm gì? Muốn thông qua em trai tôi để liên đới tới tôi à, viên hiếu công này cũng thâm đấy." Tưởng Hồng Cương nói, lần này là bí thư hạng hạ mệnh lệnh. Hắn lặp lại lời nói vừa rồi. Đinh Cao Sơn gật đầu, Tưởng Hồng Cương lần này biểu hiện ra vẻ vô lực của hắn rất rõ ràng, chuyện này vốn còn ôm hy vọng đối với Tưởng Hồng Cương Hy vọng hắn có thể đem chuyện này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, cho dù bảo hắn làm ra một số nhượng bộ, chỉ cần có thể bình ổn chuyện này thì hắn đều sẽ nguyện ý làm, nhưng hắn bỗng nhiên ý thức được, năng lực của Tưởng Hồng Cương kém xa với lòng tin cường đại mà hắn biểu hiện ra trước đây. Đinh Cao Sơn là một thương nhân, hắn ủng hộ Tưởng Hồng Cương như vậy cũng không chỉ là vì bọn họ là bạn học, còn có một nguyên nhân quan trọng là hắn muốn thu hoạch được hồi báo từ trên người Tưởng Hồng Cương, Tưởng Hồng Cương cũng là người thông minh hắn đương nhiên biết quan hệ của mình và Đinh Cao Sơn dựa trên cơ sở gì. Mà biểu hiện lần này của tưởng Hồng Cương hiển nhiên khiến Đinh Cao Sơn thất vọng. Đinh Cao Sơn nói, viên hiếu công hắn bản thân cũng sạch sẽ ư. Tưởng Hồng Cương từ trong ánh mắt âm lãnh của Đinh Cao Sơn bỗng nhiên ý thức được gì đó, hắn thấp giọng khuyên nhủ, Cao Sơn, chuyện vị tất đã không còn dư địa bổ cứu. Đinh Cao Sơn nói, bổ cứu thể nào? Tưởng Hồng Cương vẫn trả lời vô lực như cũ Cao Sơn để tôi nghĩ cách. Đinh Cao Sơn gật đầu, vỗ vỗ bả vai tưởng Hồng Cương, nhờ cả vào anh vậy. Tưởng Hồng Cương không ở lại quá lâu, hắn vẫn có chút áy náy Đinh Cao Sơn. Đinh Cao Sơn, cái gọi là nghĩ biện pháp của hắn thật ra là chẳng có biện pháp gì. Lần này không nghi ngờ gì nữa hạng thành đã nắm giữ được quyền chủ động. Y muốn đốt một bó lửa ở Bắc Cảng, chứng minh trong chính quyền Bắc Cảng địa vị của Y vẫn là cao nhất. Về phần bó lửa này có phải là hạng thành muốn đốt lên đầu Đinh Cao Sơn hay không thì tưởng Hồng Cương không thể nào biết được. Đinh Cao Sơn nhìn rất thấu chuyện này, thành môn thất hỏa ương cập trí ngư, lần nghiêm đả này của Bắc Cảng vốn là cuộc tranh quyền lực mà tưởng Hồng Cương khơi màu với hạng thành. Mình lúc trước đặt cược lên người tưởng Hồng Cương, mà tưởng Hồng Cương lại căn bản không chuẩn bị đủ thực lực để đấu với hạng thành. Vừa mới giao phong đã bại trận, giữa hắn và hạng thành không có mâu thuẫn, viên hiếu công trực tiếp chỉ đầu mâu vào huynh đệ bọn họ, nguyên nhân căn bản là vì oán hận tích chứa của bọn họ và viên gia sau khi nói chuyện với tưởng hồng cương đinh cao sơn đã mất đi lòng tin đối với tưởng hồng cương lại càng không tin hắn sẽ tạo ra được chuyển cơ gì trên thế giới này dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình theo suy nghĩ như vậy đinh cao sơn hẹn gặp viên hiếu thương đinh cao sơn cho rằng viên hiếu thương là người thông minh nhất trong huynh đệ viên gia nói chuyện với người thông minh luôn dễ câu thông hơn một chút viên hiếu thương tới đúng hẹn khi đi tới ngọn hải đăng ở bờ biển, hắn nhìn thấy Đinh Cao Sơn đang một mình đứng trước ngọn hải đăng, nhìn ánh tịch dương và hải âu đang bay lượn trên trời. Viên Hiếu thường đi tới bên cạnh Đinh Cao Sơn, Đinh Cao Sơn cầm một túi thức ăn cho chim ném ra xa, mấy chục con hải âu đồng thời lao xuống, tranh đoạt chỗ thức ăn này. Đinh Cao Sơn nói, thực vật càng lúc càng nhiều, chim chóc càng lúc càng ít, mỗi lần tôi đến đây cho hải âu ăn, luôn nhìn thấy chúng nó tranh nhau ăn, rất nhiều lúc, còn nhìn thấy chúng tranh nhau tới đầu rơi máu chảy. Viên Hiếu Thương mỉm cười nói, đinh tổng nói chuyện luôn khiến người tỉnh ngộ. Đinh Cao Sơn nói, con người của tôi thích nói rõ ràng, làm việc cũng thích rõ ràng. Viên Hiếu Thương nói, người như vậy ở thời đại hiện giờ đã không còn phổ biến nữa, ha ha, tôi nói nói thật thôi, đinh tổng đừng tức giận. Đinh Cao Sơn nói, tôi không tức giận, nếu bởi vì một câu, một chuyện nhỏ mà tôi cũng tức giận thì tôi không thể bước tới được ngày hôm nay viên hiếu thương nói đinh tổng hôm nay tìm tôi tới đây không phải vì mời tôi tới đây nhìn anh cho chim ăn chứ đinh cao sơn nói chuyện tối hôm qua anh biết không viên hiếu thương nói hôm nay mới nghe nói nghiêm đả toàn thành phố bắt không ít phần tử bất lương đinh cao sơn nói bên trong phần tử bất lương mà anh nói có một người là huynh đệ của tôi viên hiếu thương nói xin lỗi con người tôi nói chuyện không biết vòng vèo đinh tổng chắc không vì một câu nói mà tức giận chứ Đinh Cao Sơn nói, anh muốn gì? Viên Hiếu thương nhíu mày, câu này của Đinh Cao Sơn thật sự là quá mức trực tiếp, tuy rằng hắn minh bạch ý tứ của Đinh Cao Sơn là gì, nhưng phương thức hỏi trắng trợn như thế này vẫn khiến hắn không thích ứng kịp. Đinh Cao Sơn nói, tôi muốn em trai tôi bình an. Viên Hiếu thương nói, Đinh Tổng, ai cũng muốn thân nhân của mình được bình an, tôi nghĩ anh tìm nhận người rồi, anh nên đi tìm một luật sư ưu tú. Hai mắt Đinh Cao Sơn nhìn thẳng vào Viên Hiếu thương, Đoạn thời gian gần đây, huynh đệ các anh phát sinh bất kỳ chuyện gì cũng không liên can tới tôi. Hắn ý thức được giữa bọn họ có thể xuất hiện vấn đề. Chương 1787, phân tích tình thế 1. Viên Hiếu Thương nói, tôi tin. Đinh Cao Sơn nói, anh muốn gì? Viên Hiếu Thương nói, Đinh tổng, anh cho rằng tôi thực sự có thể giúp được gì trong chuyện này ư? Đinh Cao Sơn nói, kết quả đồ sứ và mái ngói va chạm sẽ như thế nào? anh cho rằng ai sẽ sợ ai hơn. Viên Hiếu thương nói, mái ngói gặp đồ sứ, hẳn là lưỡng bại câu thương, nhưng anh có nghĩ tới hay không, đồ sứ cũng có lựa chọn của mình, thà làm ngọc vỡ. Đinh Cao Sơn cười nói, chỉ cần mái ngói đã quyết định thì đồ sứ trốn không thoát đâu. Viên Hiếu thương hít một hơi, nhìn án tịch dương đang khuất dần, tịch dương đẹp vô hạn, chỉ là gần tới hoàn hôn, con người ta cũng có ngày già đi, Đinh Tổng. Anh có từng nghĩ tới về hưu không? Ninh Cao Sơn nói, nghĩ tới rồi, nếu người nhà của tôi bình an thì về hưu cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn rất tốt. Viên Hiếu Thương lắc đầu nói, anh hiểu lầm rồi, tôi đã sớm có ý định về hưu, nhân sinh chỉ có trăm năm ngắn ngủn, tôi đã lãng phí thời gian tốt nhất ở Bắc Cảng, thực sự rất muốn ra ngoài đi du lịch một chút, nghe nói thế giới này lớn lắm. Ninh Cao Sơn nói, tôi không có gì hay để quan tâm cả, luôn cảm thấy sống quãng đời còn lại ở quê hương vẫn ổn thỏa hơn. Viên hiếu thường đi về phía trước vài bước, không người nhặt một cục đá lên, dùng sức ném ra mặt biển, đá rơi vào trong biển, không thấy một chút bọt sóng nào. Viên hiếu thương nói, người ở trên thế giới này thật ra cũng giống như một viên đá rơi vào biển lớn thôi, cho nên một người còn sống quan trọng nhất là nhận rõ mình, nhận rõ cái gì đối với mình mới là quan trọng nhất. Đinh Cao Sơn nói, tôi và anh có một điểm giống nhau. Viên hiếu thương quay sang Đinh Cao Sơn, Đinh Cao Sơn gần từng chữ, đều rất quan tâm tới người nhà, nếu có người dám thương tổn tới người nhà của tôi tôi cho dù liều cả nhà tôi liều cả tính mạng của tôi thì cũng sẽ đòi về công đạo anh có tin không viên hiếu thương gật đầu nói tôi tin nhưng chúng ta còn có một điểm giống nhau khác đó là không sợ chết hay không người sợ chết gặp nhau anh nói xem ai sẽ là người được cười cuối cùng đinh cao sơn nói anh sai rồi tôi rất sợ chết một người biết quý trọng sinh mệnh mới có thể nghĩ đủ mọi cách để khiến đối phương chết mà mình thì được sống Viên Hiếu thương mỉm cười nói, nghe anh nói như vậy tôi cũng có chút sợ sợ. Ngồi trong biệt thự của Viên Hiếu Nông, bốn huynh đệ viên gia đều lâm vào trầm mặc. Viên Hiếu Nông phá vỡ trầm mặc đầu tiên, đối đãi với loại chó rơi xuống nước này phải đánh tới cùng, không thể cho hắn cơ hội lao lên. Trước đó thuyền hàng của em bị cha, quang đại bị bắt đều là hắn làm cả. Viên Hiếu thương hỏi ngược lại, cậu có chứng cứ gì? Viên Hiếu Nông nói, còn cần phải hỏi nữa à? Họ đinh luôn luôn tranh địa bàn với chúng ta, Lão Tam Viên Hiếu Binh nói, tôi cũng đồng ý với những lời của nhị ca, đối đãi với loại người như vậy không thể lưu tình, nếu hiện tại buông tha hắn, chờ khi hắn có cơ hội lấy lại hơi, người đầu tiên bị cắn sẽ là chúng ta. Viên Hiếu thương nói, bước chó vào ngõ cụt, chưa chắc đã là ý kiến hay, vạn nhất chó cùng rứt dậu. Viên Hiếu nông khinh thường nói, chúng ta có đả cầu bổng, không sợ hắn chó cùng rứt dậu, hơn nữa, đinh cao thăng hiện tại đang ở trong tay chúng ta, đinh cao sơn hắn dám có dị động thì người xui xẻo chính là bản thân hắn viên hiếu công ho khan một tiếng ngắt cuộc đối thoại của mấy vị huynh đệ ánh mắt của ba người đồng loạt nhìn y chờ đợi đại ca lên tiếng viên hiếu công nói đảm lượng của một người có liên quan với tình thế một khi bị bước vào tuyệt lộ thì bất kỳ chuyện điên cuồng nào cũng có thể làm được viên hiếu thương gật đầu em cũng có ý này huynh đệ chúng ta không cần thiết phải đấu với hắn điều đầu tiên mà chúng ta hiện tại cần phải suy nghĩ chính là rút lui nguyên vẹn. Viên Hiếu Nông có chút bực bộ nói, Lão Tứ, cậu cả ngày nói rút lui nguyên vẹn, huynh đệ chúng ta đang sống tốt, đang ở vào lúc phong quang nhất, còn có một đống tiền có thể kiếm, vì sao cứ phải nghĩ tới về hưu. Đại ca còn có không gian đề thăng, chẳng lẽ chúng ta phải bỏ hết tất cả sự nghiệp ở Bắc Cảng, tới một địa phương xa lạ rồi bắt đầu lại từ đầu ư. Viên Hiếu Công nói, người không nghĩ xa thì át có lo gần, các cậu không nhìn thấu được tình thế hiện tại đâu. Viên Hiếu Binh nói, đại ca, hiện tại tất cả chúng ta đều đang trên quỹ đạo, cho dù là rời khỏi cũng không thể nói đi là đi, lão tứ mẫn cảm quá. Viên Hiếu Nông nói, lão tứ, trước đây trong huynh đệ thì lá gan cậu lớn nhất, nhưng từ sau khi quang đại xảy ra chuyện, cậu liền trở nên lo trước lo sau. Làm việc cũng sợ đầu sợ đuôi, sợ gì chứ, trời có sập xuống cũng có các huynh đệ đỡ giúp cậu, hiện tại quang đại đã sang anh học rồi, cậu đúng ra là không còn gì phải lo nữa mới phải chứ viên hiếu thương thở dài nói nhị ca các anh chẳng lẽ không nhìn ra bắc cảng đang gặp phải một hồi biến cách hư viên hiếu nông nói biến cách bắc cảng có lúc nào mà không ngừng biến cách đâu viên hiếu thương nói hạng thành còn một năm nữa là về hưu rồi nói cách khác bắc cảng chắc chắn sẽ gặp phải trao đổi quyền lực chuyện chính trị có liên quan gì tới chúng ta chứ Viên Hiếu Công nói khẽ, lần nghiêm đả này ngoài mặt thì như là một hồi chỉnh đốn chị An. Nhưng trên thực tế lại là vì có người chọc giận bí thư hạng. Hắn châm một điếu thuốc lá, rít một hơi, phà khỏi rồi chậm rãi nói, ngai vàng bí thư thị ủy không biết có bao nhiêu người ngấp nghé, nhưng trong phạm vi Bắc Cảng, người có hy vọng tiếp nhiệm hạng thành nhất chỉ có hai người, một là Cung Hoàn Sơn và một là Tưởng Hồng Cương. Viên Hiếu Nông gật đầu nói, chuyện này mọi người đều biết, nghe nói hạng thành muốn để cung hoàn sơn tiếp nhận vị trí của hắn, viên hiếu công lạnh lùng cười nói, cung hoàn sơn nghe lời như vậy, hạng thành đương nhiên muốn giao quyền lực vào trong tay hắn, cũng chỉ có cung hoàn sơn lên làm bí thư thị ủy thì mới có thể duy hộ tôn nghiêm chính trị của hạng thành trong ngắn hạn không bị xâm phạm. nếu tưởng hồng cương lên làm bí thư thị ủy như vậy, bắc cảng tất nhiên sẽ thay đổi. với sự nhận thức của tôi về tưởng hồng cương thì người này tuyệt đối sẽ không duy hộ lợi ích chính trị của hạng thành, mà phiền toái hơn là hắn và Đinh Cao Sơn là mạc nghịch chi giao. Tất cả huynh đệ viên gia đều gật đầu. Viên Hiếu Công nói, hai ngày trước tưởng Hồng Cương mượn cơ hội tới Đông Giang họp, tham gia hôn lễ của em gái Trương Dương, lại tiếp xúc với quan viên cao tầng của tỉnh, không biết tất cả hành động của hắn đều nằm trong lòng bàn tay của hạng thành. Tưởng Hồng Cương ở trước mặt bí thư tống cao đàm khoát luật, nói hoàn cảnh trị an của Bắc Cảng dối tinh dối mù, muốn thực thi pháp trị sẽ đối với Bắc Cảng, những lời này tất nhiên là truyền tới tai Hạng Thành, cho nên Hạng Thành thuận thế mà làm. Giấy lên một hồi gió lốc nghiêm đả, mà người đầu tiên y đả kích chính là lão bằng hữu Đinh Cao Sơn của Tưởng Hồng Cương. Bất kỳ hoạt động chính trị nào cũng phải có cơ sở kinh tế nhất định. Tưởng Hồng Cương hoạt động ở tỉnh Lý, không thoát khỏi sự ủng hộ của Đinh Cao Sơn, Hạng Thành nghiêm đả là giả, chặt đi một cánh tay của Tưởng Hồng Cương là thật." Viên Hiếu Thương nói, tôi vốn cho rằng Tưởng Hồng Cương có thể ra mặt cho Đinh Cao Sơn. Hiện tại xem ra, người này được tôi đánh giá cao rồi." Viên Hiếu công mỉm cười nói, đánh giá cao hắn không chỉ có chúng ta, còn có cả Đinh Cao Sơn nữa, mà Đinh Cao Sơn còn bởi vì hắn mà gặp một lần té ngã. Viên Hiếu nông nói, đại ca, em vẫn có chút không rõ, hiện tại là Hạng Thành muốn đối phó với bọn họ, không liên can tới chúng ta, quan hệ của chúng ta và Hạng Thành luôn luôn rất tốt, y sẽ không đến mức đối phó chúng ta, tưởng Hồng Cương ngã, khả năng cung Hoàn Sơn thượng vị sẽ lớn hơn chỉ bằng vào quan hệ của chúng ta với thị trường cung, về sau Bắc Cảng còn không phải là thiên hạ của chúng ta ư. Viên Hiếu công nhíu mày vì những lời này của lão nhị, trong các huynh đệ người có đầu óc hồ đồ nhất chính là hắn, Viên Hiếu công nói cậu cho rằng cung Hoàn Sơn nhất định có thể thuận lợi tiếp nhiệm ư. Viên Hiếu nông nói, đối thủ cạnh tranh tưởng Hồng Cương này bị đánh ngã, tiền đồ của hắn tất nhiên là một mảng rực rỡ. Viên Hiếu công lắc đầu nói, tôi thấy chưa chắc đâu, Viên Hiếu Thương nói: "Đại ca, em cũng cảm thấy chuyện này quá đột nhiên, cũng rất kỳ quái, Tưởng Hồng Cương lần này tới tỉnh lý, ngôn luận pháp trị của hắn không thể gặp ai cũng nói, hắn chắc cũng đã nghĩ tới hậu quả rồi." Viên Hiếu Công nói: "Tưởng Hồng Cương này hiện tại xem ra chỉ là tốt mã rẻ cùi, nhưng chuyện lần này quả thực kỳ quái, cuộc nói chuyện của Tưởng Hồng Cương và Bí thư Tống sao lại truyền ra ngoài? Bản thân hắn thì không thể nói lung tung được, khả năng duy nhất chính là Bí thư Tống cố ý để lộ ra." nếu thực sự là như vậy thì mục đích của bí thư tống là gì? Viên Hiếu Thương nói khẽ, đại ca, anh là nói bí thư tống muốn lợi dụng chuyện này để khơi màu mâu thuẫn bên trong ban lãnh đạo Bắc Cảng, phân tranh của chính trị Bắc Cảng một khi được công khai, như vậy y có thể danh chính ngôn thuận thò tay vào. chương 1788, Phân tích tình thế 2 Viên Hiếu công chậm rãi gật đầu, lần trước khi tỉnh trưởng chu tới, tôi đã có cảm giác xấu rồi, hiện tại xem ra tỉnh lý đã vô cùng bất mãn đối với bắc cảng các cậu có tin không không lâu nữa cục diện chính trị bắc cảng sẽ có biến động viên hiếu nông vẻ mặt mê mang hắn tất nhiên không nghĩ thông đạo lý trong đó chỉ cảm thấy đầm nước quan trường này thật sự là sâu không lường được viên hiếu binh nói đại ca chúng em đều nghe lời anh anh nói làm thế nào thì bọn em sẽ làm thế viên hiếu công nói khi bão đến tốt nhất là đừng ra khỏi cửa những lời quan trọng Viên Hiếu Công chỉ nói với lão tứ, Viên Hiếu Thương trên đường tiến y về, Viên Hiếu Công nói, thời gian còn lại cho chúng ta chỉ sợ là không nhiều đâu. Viên Hiếu Thương gật đầu, bất kể bọn họ đấu như thế nào thì chúng ta cũng không tham dự vào. Viên Hiếu Công mấp máy môi, nói khẽ, dưới tổ chim có trứng lành không? Viên Hiếu Thương nói, vậy phải xem có con chim nào kịp thời phá vỏ mà ra không, bay cao trước khi tổ tan trong hai mắt thâm trầm của viên hiếu công hiện lên hai đạo hào quang, bên trong hào quang tràn ngập hy vọng mà chỉ có hai người bọn họ mới có thể hiểu. Đinh Cao Sơn chậm rãi buông điện thoại, lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau khi được đáp ứng, Đinh Lâm từ bên ngoài bước vào, sức khỏe của cô ta trước giờ không được tốt, khuôn mặt trắng bạch thủy chung mang đến cho người ta cảm giác bệnh tật. Đinh Lâm nói cha, vừa rồi thím hai gọi điện thoại tới hỏi chuyện của chú hai, thím ấy đang tìm luật sư, đinh cao sơn nói không phải bảo cô ta đừng động vào chuyện này ư đinh lâm nói cha bọn họ dù sao cũng là vợ chồng khẩn trương cũng là bình thường thôi đinh cao sơn nói không sao đâu đinh lâm có chút không xác định cha cha là nói chú hai không sao ư đinh cao sơn gật đầu nói cảnh sát đã điều tra rõ rồi chỉ là hiểu lầm thôi chậm nhất là ngày mai chú hai của con sẽ về đinh lâm vui vẻ nói thật ư Đinh Cao Sơn cười nói, nhà đầu ngốc, cha sao phải lừa con chứ? Hắn ra hiệu bảo con gái ngồi xuống bên cạnh rồi nói khẽ, gần đây có liên hệ với Tân Sinh không? Đinh Lâm nói, hắn nói cuối tháng sẽ đến Bắc Cảng. Đinh Cao Sơn nói, trở về là tốt rồi, nhiều chuyện như vậy, thật sự là cần một người chia sẻ với cha. Mỗi người đều cần chia sẻ, bất kể anh kiên cường thế nào, nếu khi anh đau khổ không có ai chia sẻ, vậy thì anh chỉ càng đau khổ hơn. Nếu khi anh hạnh phúc không có ai chia vui, vậy thì hạnh phúc của anh sẽ giảm đi một nửa. Khi Sở Yên Nhiên rời khỏi Tân Hải, cô ta ôm chặt lấy Trương Dương, tựa hồ muốn hòa tan mình vào trong lòng hắn. Trương Dương võ nhẹ lên tai cô ta, cô bé, nếu thật sự quyến luyến anh thì đừng đi nữa. Sở Yên Nhiên nói, anh nếu quyến luyến anh thì dứt khoát bỏ công tác đi theo em đi. Thế không phải là bước anh bám váy em ư? Sở Yên Nhiên nói, anh không phải nói vì em thì không cần gì cả hết ư? Trương Đại Quan Nhân nói, không cần gì cả, nhưng không thể bám váy em được, bám váy em lâu ngày, nam nhân sẽ càng lúc càng mềm yếu, anh nếu mềm yếu rồi thì em sẽ không yêu anh nữa. Mặt Sở Yên Nhiên đỏ bừng, cảm thấy bộ phận nào đó của thằng cha này lại bắt đầu dục dịch, cô ta dịu dàng nói, dịu dàng nói anh cho dù là thái giám em cũng thích. Vẻ mặt của Trương Đại Quan Nhân không thể tin được, cô bé, em đã tới cảnh giới đó rồi ư? sở yên nhiên nói anh cho rằng tất cả mọi người đều giống anh đầu óc xấu xa cả ư trương đại quan nhân nói nếu thật sự là thái giám em thích thì anh cũng đi tự sát đối diện với một mỹ nhân xinh đẹp như vậy anh nếu bật lực thì em muốn anh nghẹn chết à sở yên nhiên nói trương dương à trương dương anh có phải nên đi khám thử không trương dương nói anh khám cái gì sở yên nhiên nói anh không biết là hứng thú của mình ở phương diện này đặc biệt lớn ư trên y học có một loại bệnh chính là nghiện cái này, em thấy anh giống đấy." Trương Đại Quan Nhân bật cười. Sở Yên Nhiên gắt, "Cười cái gì? Em thấy anh giống mà." Trương Dương nói, "Vậy anh sẽ đi khám, em nói xem nếu anh thật sự bị bệnh ở phương diện này thì rốt cuộc nên trị thế nào?" Câu này khiến Sở Yên Nhiên nghẹn lời, Sở Yên Nhiên nói, "Không biết, anh không phải là bác sĩ ư, tự anh chắc biết nên giải quyết như thế nào mà." Trương Dương cười nói, "Này nếu anh thật sự bị bệnh này vậy thì em phải chịu khổ rồi." Sở Yên Nhiên đỏ mặt đẩy hắn ra, nói khẽ em đi đây. Trương Dương nói, "Đừng vội mà, chuyện đó kết hôn của hai ta thì sao?" Sở Yên Nhiên nói, "Anh không phải đã nói là vào Tết Nguyên Đán với bà ngoại em rồi ư? Tháng 10 chúng ta sẽ quyết định cụ thể, đến lúc đó chuẩn bị cũng vẫn kịp mà, trong lúc này em vừa hay có thể xử lý chuyện của công ty." Trương Dương và Sở Yên Nhiên dắt tay nhau ra khỏi cửa, đưa cô ta lên ô tô sở yên nhiên trước tiên đưa bà ngoại tới tĩnh an, trương dương bận biểu công việc, không thể tự mình đưa họ về, chỉ có thể bảo chu sơn hổ đưa thay. Sau khi tiến bước sở yên nhiên, trương dương trở lại trung tâm hành chính thành phố, trên đường tới văn phòng của mình gặp phó bí thư thị ủy lưu kiến thiết, trương dương cười cười gật đầu, vốn hắn và lưu kiến thiết cũng không có gì để nói, trong lòng hắn lưu kiến thiết chính là một tên lưu manh, ở tân hải không làm được chính sự gì. Văn phòng của hai người ở cạnh nhau, cho nên bình thường cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng thấy. Trương Dương chào xong cũng không định dừng lại, Lưu Kiến Thiết thì lại gọi một tiếng, "Bí thư Trương, tôi có chút việc muốn nói với ngài." Trương Dương gật đầu, mỉm cười nói, "Tới văn phòng của tôi nói đi." Hai người tới văn phòng của Trương Dương, Lưu Kiến Thiết ngồi xuống sofa, Trương Dương cũng rất khách khí với y, từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước đưa cho y. Lưu Kiến Thiết không uống, đặt nước lên bàn, cười nói, "Bí thư Trương, tôi lần này tới đây là muốn chào ngài. Trương Dương nói, chuyện gì vậy? Lưu Kiến Thiết nói, ngày hôm qua bộ trưởng mạnh của bộ tổ chức gọi tôi đến, nói với tôi về vấn đề công tác. Trương Dương nói, hả? Bộ trưởng tổ chức Bắc Cảng Mạnh Khải Trí tìm Lưu Kiến Thiết nói chuyện, 10 phần là mà tiến hành thay đổi cán bộ, trong lòng Trương Đại Quan Nhân lập tức có chút không thoải mái. Mình là bí thư thị ủy Tân Hải. Bắc Cảng cho dù là thành thị thượng cấp thì trước khi thay đổi nhân sự của Tân Hải cũng phải nói với mình một tiếng chứ. Lưu Kiến Thiết nói, Bộ trưởng Mạnh Trưng cầu ý kiến của tôi, thị lý quyết định để đồng chí lượng tới Bắc Cảng đảm nhiệm chức phó Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền. Công tác của huyện Lâm Mông cần người khác tới chủ trì. Trương Dương cười nói, chuyện tốt, chúc mừng chúc mừng. Lưu Kiến Thiết nói, chẳng có gì mà đáng chúc mừng cả, đây cũng chỉ là ý đầu bước đầu của thị lý, trước mắt đồng thời khảo sát ba cán bộ, cuối cùng bảo ai tới lâm mông thì vẫn chưa quyết định. Trương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng, anh lừa quỷ à, không có nắm chắc thì anh liệu có nói ra với tôi không? Không ngờ lưu kiến thiết có có thủ đoạn như vậy, lặng lẽ tạo sóng, đợi đến khi ván đã đóng thuyền thì mới tiết lộ với mình. Lưu kiến thiết giải thích, tuy rằng chỉ là một ý hướng, nhưng tôi cho rằng vẫn nên báo với ngài một tiếng. Trong lòng lưu kiến thiết tràn đầy đắc ý, thật ra chuyện này đã triệt để được quyết định rồi, cũng có nghĩ là y sắp có thể ngồi ngang hàng với Trương Dương, Trương Dương anh là người đứng đầu Tân Hải, tôi là người đứng đầu Lâm Mông. Về sau lão tử không bao giờ phải ăn nói khép nép trước mặt anh nữa. Trương Dương nói, thật sự không nỡ để anh đi, Tân Hải đang trong giai đoạn phát triển cao, đội ngũ lãnh đạo chúng ta chính ở vào lúc cần tăng cường. Anh không ngờ lại đi vào đúng thời khắc mấu chốt này. Lưu Kiến Thiết nói, tôi cũng không nỡ rời Tân Hải, không nỡ xa những đồng chí ở nơi này. Vốn Lưu Kiến Thiết chỉ nói một câu khách khí, nhưng Trương Dương lại rất thích chọc ngoáy, thuận theo lời hắn, bảo: "Lão Lưu à, anh nếu thực sự không muốn đi thì tôi sẽ bảo thị lý rút lại bổ nhiệm lần này, để anh tiếp tục ở lại Tân Hải, chúng ta tiếp tục hợp tác nhé." Một câu này khiến Lưu Kiến Thiết sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, trong lòng mắng thầm mình lắm miệng, mình con mẹ nó không phải là phạm tiện ư? Sao phải giả vờ giả vịt trước mặt thằng cha này? Lão tử đã muốn đi từ lâu rồi. Trương Dương những lời này của Trương Dương thực sự sự khiến hắn nghẹn không biết phải trả lời thế nào, mất cả nửa ngày mới phun ra được một câu. Bí thư Trương, thôi không dám làm phiền ngài. Trương Đại Quan nhân cười ha ha, vỗ vỗ vai Lưu Kiến Thiết, lão Lưu à lão Lưu, người ta chỉ đi lên cao chứ ai lại xuống thấp. Tôi sẽ không cản trở tiền đồ của anh, bất kể anh đi đâu. ở trong lòng tôi anh Thủy Trung vẫn là một phần tử của Tân Hải, tôi đại biểu cho toàn thể cán bộ Tân Hải hoan nghênh anh vì thời trở về làm khách. Lưu Kiến Thiết lúc này cũng không dám giả vờ giả vịt nữa, nhiệt tình bắt tay Trương Dương, Bí Thư Trương, trong lúc tôi công tác ở Tân Hải cũng ít nhiều được ngài chiếu cố và ủng hộ, tình cảm này tôi sẽ vĩnh viễn nhớ trong lòng, Tân Hải vĩnh viễn là nhà tôi. Các anh vĩnh viễn là bằng hữu của y, tôi nhất định sẽ thường xuyên trở về. Trương Đại Quan Nhân nói vài câu cho có lệ với Lưu Kiến Thiết, đối với thái độ thờ ơ của Lưu Kiến Thiết, anh thích đi đâu thì đi, dẫu sao thì ở lại Tân Hải cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ là một tên bình vôi mà thôi. chương 1789, phân tích tình thế 3 Lưu Kiến Thiết rời khỏi không lâu thì Trương Dương liền nhận được điện thoại của Bộ trưởng Tổ chức Thị ủy Mạnh Khải Trí, Mạnh Khải Trí gọi tới là vì chuyện của Lưu Kiến Thiết. Trương Đại Quan Nhân cho rằng lần này cách làm của Thị Lý là không tôn trọng hắn, nói chuyện tất nhiên không cần phải khách khí, Bộ trưởng Mạnh, ngài đây là trưng cầu ý kiến của tôi hay là thông báo cho tôi mạnh khải trí cười nói trương dương à thị lý tiến hành điều chỉnh bộ phận cán bộ ngày hôm qua mới quyết định tôi ngay lập tức thông chi cho anh trương dương nói bộ trưởng mạnh các anh biết rõ tôi hiện tại đang thiếu người mà lại lấy đi một cánh tay của tôi có phải là có chút không có hậu đạo không cái này gọi là rút củi dưới đáy nồi anh chắc biết chứ hả mạnh khải trí nói trương dương à ngày hôm qua mới quyết định chuyện này trên cuộc họp tôi cũng lập tức thông chi cho anh thực sự không phải cố ý gạt anh trương dương nói lần điều chỉnh này của thị lý lớn lắm à có chuyện gì của tôi không mạnh khải trí nói không nghe nó tới trương dương nói nghe nói trưởng lượng tới bộ tuyên truyền rồi thường ủy thị ủy có phải sắp điều chỉnh hay không mạnh khải trí cười nói anh đừng hỏi tôi tôi thật sự không biết gì cả trương dương nói bộ trưởng mạnh chúng ta nói trước nhé nếu thị lý thực sự muốn tăng thêm thường ủy thì anh trăm ngàn lần đừng có quên tôi đấy mạnh khải trí thật sự là dở khóc dở cười lần đầu nhìn thấy loại người như trương dương trắng trợn đòi quan chức như vậy thằng cha này ngay cả một chút cố kỵ cũng không có mạnh khải trí nói chuyện ở phương diện này thực sự không nghe nói tới trương dương biết mạnh khải trí cũng không phải là nhân vật có thực quyền nói những lời này chỉ là để trêu y thôi sau khi kết thúc nói chuyện hắn gọi chủ nhiệm văn phòng thị ủy phó trường trinh tới bảo gã ngày mai an bài một bữa cơm để tiễn lưu kiến thiết bất kể lưu kiến thiết có làm ra cống hiến gì cho tân hải hay không nếu người ta đã đi rồi thì dù sao cũng phải tổ chức một bữa trương đại quan nhân vẫn rất chú ý tới mặt mũi an bài chuyện xong trương dương nhận được điện thoại của phó bí thư thị ủy tưởng hồng cương tưởng hồng cương tới tân hải trương đại quan nhân vội vàng tới bãi đỗ xe trong trụ sở nhìn thấy tưởng hồng cương lái một chiếc xe lam điều màu xám từ biển xe có thể nhìn ra không phải là xe công Trương Dương cười nói: "Bí thư tưởng, ngài sao không thông báo với tôi trước một tiếng để tôi chuẩn bị, nghênh đón đại giá của ngài Quang Lâm?" Tưởng Hồng Cương nói: "Trương lão đệ, lên xe đi, chúng ta tìm một chỗ uống rượu." Tưởng Hồng Cương lần này tới chơi thuần túy là với tính chất tư nhân, hai ngày này tâm tình của Tưởng Hồng Cương buồn bực tới cực độ, Hạng Thành và Cung Hoàn Sơn liên thủ giáng trọng quyền khiến hắn không thể hoàn thủ, bởi vì bất lực trong chuyện của Đinh Cao Thăng. Lão hữu nhiều năm đinh Cao Sơn này cũng sinh ra cái nhìn khác về mình, tuy rằng đinh Cao Sơn không nói, nhưng Tưởng Hồng Cương có thể cảm nhận được ở sâu trong lòng đinh Cao Sơn rất thất vọng. Hạng thành cường thế xuất kích, rõ ràng đã chấn nhiếp phái quan vọng bên trong thường ủy, điều này khiến cho Tưởng Hồng Cương cảm thấy vô cùng cô lập, hắn thậm chí không tìm thấy được đối tượng để thổ lộ. Mà hạng thành theo tiến hành điều chỉnh nhân sự khiến Tưởng Hồng Cương sinh ra một loại cảm giác như mùa đông đang tới, hoặc là ngồi chờ chết hoặc là cố gắng phản kích, tưởng Hồng Cương tới Tân Hải, tuyệt đối không phải là tìm Trương Dương làm người lắng nghe, mục đích của hắn là muốn thuyết phục Trương Dương, kích khởi lòng cùng chung mối thủ của Trương Dương. Trương Dương dẫn tưởng Hồng Cương tới làng trài hải đảo, sau khi hai người ngồi xuống, Trương Dương cười nói, từ Đông Giang trở về, tôi vẫn luôn muốn mời ngài uống rượu, đáng tiếc không có thời gian. Tưởng Hồng Cương cười nói, tôi cũng bận, gần đây thị lý có rất nhiều chuyện. Tưởng Hồng Cương không chỉ ra cụ thể là chuyện gì. Trương Dương rót một chén rượu cho Tưởng Hồng Cương, cầm chén rượu lên nói, "Hoan nghênh bí thư tưởng đến Tân Hải chỉ đạo công tác." Tưởng Hồng Cương cầm chén rượu lên nói, "Tôi lần này tới đây cũng không phải là để chỉ đạo công tác, đơn thuần là bái phỏng với tính chất tư nhân, có vài câu trong lòng muốn tâm sự với lão đệ anh." Trương Dương cười nói, "Vậy tôi chăm chú lắng nghe." Tưởng Hồng Cương nói, "Tôi nghe nói Lưu Kiến Thiết được điều tới Lâm Mông." Trương Dương nói, "Tôi cũng vừa mới biết chuyện này." cũng không biết những lãnh đạo các anh nghĩ gì. Tân Hải đang là lúc cần người, các anh lại đi rút củi dưới đáy nồi. Tưởng Hồng Cương mỉm cười nói, chuyện này rất đột nhiên, là chủ ý của bí thư hạc, không ít cán bộ bộ môn đều bị tiến hành điều chỉnh. Lưu kiến thiết tới Lâm Mông đảm nhiệm trước bí thư huyện ủy, nguyên bí thư huyện ủy Lâm Mông trừ lượng được thăng nhiệm làm phó bộ trưởng bộ tuyên truyền thị ủy. Bí thư khu ủy cảng khu mới Phạm Tân Lương được thăng nhiệm làm phó thị trưởng phụ trách nông nghiệp. Nói tới đây tưởng Hồng Cương tạm dừng một chút, chạm cốc với Trương Dương, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nói tôi nghe nói ban thường ủy có thể sẽ có điều chỉnh. Tưởng Hồng Cương nói chuyện đã quen vòng vo, hắn không hề nói thẳng ra mà thích quanh co, hắn cho rằng Trương Dương hiện tại rất bức thiết muốn tiến vào ban thường ủy thành phố Bắc Cảng, cho nên mới tiến hành theo tuần tự dẫn Trương Dương vào đề tài mà hắn cảm thấy hứng thú. Trương Dương nói, điều chỉnh cán bộ Bắc Cảng rất đột nhiên. Tưởng Hồng Cương nói, gần đây rất nhiều chuyện đều rất đột nhiên, bí thư hạng làm việc càng lúc càng không thích thương lượng với người khác, lại nói tới chuyện nghiêm đả hai ngày trước, y cũng ra quyết định rất đột nhiên. Trương Dương bật cười, bên ngoài đều nói lần nghiêm đả này là đề nghị của bí thư tưởng. Tưởng Hồng Cương cười khổ nói, lần này tới Đông Giang, bí thư tống vạch ra chỉ an bắc cảng rất kém, tỷ lệ phạm tội cao nhất toàn tỉnh. Tôi cũng chỉ thuyện lại những lời này của Bí Thư Tống với Bí Thư Hạng, không ngờ y lập tức đưa ra quyết định nghiêm đả, khiến toàn bộ Bắc Cảng thần hồn nát thần tính. Trương Dương đã đoán được ý đồ đến đây của tưởng Hồng Cương. Hiện giờ Trương Dương đã không phải là tên tiểu tử chưa giáo máu đầu mới tiến vào quan trường nữa rồi. Sẽ không bởi vì sự xúi dục của tưởng Hồng Cương mà gia nhập vào chiến. Hạng thành gần đây đã rất ít chọc hắn. Đối với cục diện chính trị của Bắc Cảng Trương Dương cũng nghe nói tới một chút. Tưởng Hồng Cương và Hạng Thành đánh nhau rất găng, những hành động liên tiếp gần đây của Hạng Thành đều là nhằm vào hắn. Trương Dương nói, trên làm dưới theo, Xem ra Tân Hải chúng tôi cũng phải chỉnh đốn trật tự xã hội một chút, hưởng ứng đại thế của thị lý." Tưởng Hồng Cương nói, "Lão đệ, lần điều chỉnh này đối với anh mà nói là một cơ hội, đừng nói tôi không nhắc anh, nếu anh không chủ động tích cực một chút thì chỉ sợ." Những lời tiếp theo Tưởng Hồng Cương không nói nốt, để lại cho Trương Dương tự mình thể hội, hắn muốn chế tạo cảm giác có nguy cơ. Trương Dương nói, "Bí thư Tưởng, tôi hiện tại lấy đâu ra có thời gian để nghĩ tới chuyện này?" chỉ cần là Tân Hải tôi cũng đủ để tôi tối tăm mặt mũi rồi. Trương Dương không phải là bo bo giữ mình, càng không phải là sợ chuyện, nhưng bảo hắn vì tưởng Hồng Cương mà gia nhập vào cuộc đấy tranh với hạng thành, Trương Đại Quan Nhân không có tâm tình đó, cảnh tưởng Hồng Cương ở trụ sở tỉnh ủy đã lưu lại cho Trương Dương ấn tượng rất sâu. Tưởng Hồng Cương là một người làm quan chứ tuyệt đối không phải là một người làm việc. Tưởng Hồng Cương muốn lợi dụng hắn để đi lên vị trí bí thư thị ủy Bắc Cảng, nhưng trong mắt Trương Dương thì Bắc Cảng chỉ là một trạm dừng chân ngắn trong con đường nhân sinh rất dài của hắn. Hắn không thể dựng chân mãi ở đây được, nếu giúp đỡ người khác an bài vị trí trạm trưởng để Tống Hoài Minh biết hắn tham gia vào loại đấu tranh chính trị không có ý nghĩa này, khẳng định sẽ trách cứ hắn ăn ôm nhà vác tù và hàng tổng. Lần này khi tới Đông Giang, Tống Hoài Minh đã đặc biệt dặn dò hắn, phải xử lý tốt chuyện của Tân Hải, chuyên tâm xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Trương Dương sở dĩ biểu hiện ra thái độ tiêu cực như vậy còn có một nguyên nhân, hắn không thích bị người khác lợi dụng. Ý đồ muốn mượn thế của Tống Hoài Minh của Tưởng Hồng Cương rất rõ ràng, hiện tại quan hệ của Tưởng Hồng Cương và Hạng Thành đã tới mức xấu nhất, hắn muốn thông qua chuyện thường ủy này để làm mồi. Dẫn Trương Dương đứng ở trên một mặt trận thống nhất với hắn, cùng đối phó Hạng Thành. Tưởng Hồng Cương rõ ràng đã đến tới lúc bệnh gấp đi loạn tìm thầy thuốc, hắn đã ước đoán sai sức hấp dẫn của thường ủy thành phố Bắc Cảng đối với Trương Dương cũng xem thường giác ngộ chính trị của trương đại quan nhân hiện giờ, nghe thấy trương dương uyển chuyển cự tuyệt hắn, tưởng hồng cương cảm thấy da mặt nóng lên, hắn ý thức được ý đồ của mình đã bị trương dương nhìn thấu. Thân là một lãnh đạo thượng cấp lại hạ mình di giá, không ngờ còn cầu xin một cấp dưới trẻ tuổi giúp đỡ, tưởng hồng cương thật sự là không nghĩ ra biện pháp khác, sau khi bị trương dương cự tuyệt, tưởng hồng cương cảm thấy nản lòng xấu hổ, hắn tự nghĩ đôi với trương dương không tệ, nhưng khi mình cần giúp đỡ nhất thì thằng ôn này không ngờ lại không chút lưu tình cự tuyệt hắn, trên quan trường quả nhiên không có bất kỳ nhân tình nào mà nói. Trên mặt Tưởng Hồng Cương vẫn mỉm cười, có điều nụ cười của hắn rõ ràng có chút cứng ngắc, cũng đúng, ha ha, công tác của khu bảo lưu thuế nhập khẩu quả thực đã rất bận rồi. Chương 1790, phân tích tình thế 4. Trương Dương nếu không muốn đứng trên một mặt trận thống nhất với hắn tưởng Hồng Cương tất nhiên cũng không cần thiết phải ở lại, lúc này hắn mới ý thức được mình đến tìm Trương Dương căn bản chính là một sai lầm. Hắn nhìn đồng hồ nói, hỏng rồi, tôi buổi tối còn có một cuộc hẹn quan trọng, suýt nữa thì quên. Trương Dương có chút đồng tình nhìn tưởng Hồng Cương, không phải hắn không nghĩ tới tình cảm, mà là chuyện này hắn thật sự không có lý do để nhúng vào. Trương Dương cũng không giữ tưởng Hồng Cương lại, rất khách khí tiến tưởng Hồng Cương ra ngoài, tưởng Hồng Cương vội vàng lên ô tô, phất phất tay với trương dương thậm chí không nghe rõ trương dương ở phía sau dặn dò hắn phải lái xe cẩn thận trương dương lắc đầu bất đắc dĩ đang chuẩn bị về khách sạn thu thập đồ thì nghe thấy phía sau có người gọi hắn trương dương xoay người nhìn lại thì liền thấy thường hải thiên kiều mộng viện trình nhuận sinh đu vồ cùng nhau đi tới trương dương cười nói khéo vậy mọi người cũng tới đây ăn cơm à Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, đàm luận vấn đề xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu với hai vị lão sư ngay cả thời gian cũng quên mất, giờ mới nhớ tới ăn cơm. Thường Hải Thiên nói, vận khí của tôi thật tốt, nếu gặp bí thư trương, bữa cơm này không phải trả tiền rồi. Trương Đại Quan Nhân rất hào phóng gật đầu, được, tôi mời. Hắn mời mấy người vào trong phòng, tưởng Hồng Cương đến cũng vội mà đi cũng vội, đồ ăn mà Trương Dương gọi cũng chưa đụng tới, Trương Dương gọi nhân viên phục vụ, bỏ hết đồ ăn đã động tới đi, gọi mấy món khác. Giáo thụ Trình Nhuận Sinh cười nói, đơn giản chút, chúng ta tùy tiện ăn chút gì đó rồi về. Trương Dương nói, thế sao được, giáo thụ Trình và giáo thụ đỗ dốc hết tâm huyết vì xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu, càng vất vả công lao càng lớn, hôm nay cứ để tôi đãi, tôi phải kính các anh mấy chén. Đu vô nói, rượu Trung Quốc nặng lắm, tôi uống không quen, cho chai bia đi, Kiều Mộng Viện nói, ăn hải sản mà uống, anh không sợ đau bụng à? Thường Hải Thiên cười nói, kệ hắn, dù sao cho dù bị đau bụng cũng có người chữa hộ. Gã sở dĩ nói như vậy là vì bệnh phong thấp của phụ thân cũng chính là Trương Dương chữa khỏi. Có điều đu vô nghe Kiều Mộng Viện nói như vậy thì cũng hơi sợ, hắn gọi một chai càn hồng. Trương Dương bảo người lấy một chai càn hồng, Kiều Mộng Viện cầm chai mao đài trên bàn rót cho bọn họ. Thường Hải Thiên nói, bí thư Trương, vừa rồi chiêu đãi vị lãnh đạo nào vậy? Kiều Mộng Viện nói, anh biết là biết là lãnh đạo, nói không chừng là một vị cô nương xinh đẹp nào đó ý chứ. Đi theo bật cười ha ha. Trương Dương nói, lão đỗ à lão đỗ, anh cười cái gì? Đu Vồ nói, tiểu thư rất hiểu anh. Trương Dương nói, tôi là loại người này ư? Các anh bận công tác, tôi cũng bận công tác, các anh sau khi làm việc thì có thể thoải mái ăn cơm, tôi ngay cả khi ăn cơm cũng phải bàn chuyện công việc vừa rồi một vị lãnh đạo thành phố tới, hắn vừa đi thì các anh cũng tới. Trương Dương cầm chén rượu lên nói, nào, chúng ta đừng nói chuyện công tác nữa, khó khăn lắm mới được gặp nhau, cạn chén nào, làm một ly, không chỉ để biểu đạt kinh ý của tôi tới mọi người, mà còn cảm ơn các vị sự ủng hộ của các vị đối với tôi trước nay. Kiều Mộng Viện trêu, đúng là bí thư thị ủy, nói chuyện cũng rất khác trước kia, anh nói như vậy, chúng tôi cho dù là không muốn ủng hộ thì cũng phải xuất lực mọi người đều bật cười. Trương Dương rất vui sướng khi nhìn thấy Kiều Mộng Viện đã vui vẻ hơn, xem ra chỉ có đầu nhập vào trong công tác mới có thể mau chóng giúp cô ta thoát khỏi tình tự yêu thương, mình mời cô ta tới Tân Hải công tác không nghi ngờ gì nữa là rất chính xác. Trình Nhuận Sinh nói Thị Lý đã cắt tất cả góc thương ra cho khu bảo lưu thuế nhập khẩu, điều này giúp chúng ta có thể tiến hành quy hoạch khoa học hơn, gần đây tôi đang bổ sung quy hoạch đã hoàn thiện trước khi, Tôi và Du Vô đều cho rằng khu vực góc thương gia mà thị lý cắt cho nên lấy du lịch sinh thái làm chủ, xây một lá phổi xanh giữa Bắc Cảng và Tân Hải. Du Vô nói, trong lý niệm thiết kế hiện đại thì giữa địa vực không nên phân rõ ranh giới, dùng khu vực này vào du lịch sinh thái có thể hình thành một nơi quá độ tự nhiên giữa hai thành thị, khu du lịch có thể hình thành tiêu điểm trung tâm thành thị hai tòa thành thị, tụ mọi người lại, rất có lợi để nhanh chóng để thăng nhân khí của khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Trương Đại Quan Nhân gật đầu cười nói: Lão Đỗ à, tiếng Trung của anh thật sự là càng lúc càng giỏi. Nếu không nhìn mặt anh thì cơ hồ không thể nghe ra anh là người ngoại quốc. Đu Vô nói: Tôi đã coi mình trở thành người Trung Quốc rồi. Anh đừng quên, tôi còn là thị dân vinh dự của thành phố Nam Tích đấy. Trương Đại Quan Nhân nói: Tôi suýt nữa thì quên. Lão Đỗ à, chờ khu bảo lưu thuế nhập khẩu của Tân Hải xây xong rồi, tôi sẽ lại phát cho anh một huy chương thị dân vinh dự của thành phố Tân Hải. Du Vô cười nói: Anh đừng lừa tôi, cái này không làm được đâu. Trung Quốc các anh không cho phép hai quốc tịch. Mấy người đồng thời bật cười. Thường Hải Thiên nói: Bí thư Trương, anh thực sự nên thưởng cho Du Vô. Hắn đã lập được công lao hãn mã cho xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu của chúng ta đó. Trương Dương nói: Tôi thật sự rất thích đồng chí tốt như Du Vô. Nếu anh là người Trung Quốc thì tôi đã sớm phát triển anh vào đảng. Chỉ bằng vào tinh thần chuyên nghiệp mà anh biểu hiện ra đã đủ rồi. Cái này gọi là gì nhỉ? Kiều Mộng Viện tiếp lời nói, không lợi mình chỉ lợi người. Trương Đại Quan Nhân gật đầu thật mạnh, lão Đô à, một người ngoại quốc như anh mà không hề có động cơ lợi mình, coi sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa của nhân dân Trung Quốc thành sự nghiệp của mình, đây là tinh thần gì ý nhỉ? Kiều Mộng Viện nhắc nhở hắn, tinh thần chủ nghĩa quốc tế. Đúng vậy, đây là tinh thần chủ nghĩa quốc tế, đây là tinh thần của Đảng, mỗi một đảng viên một người Trung Quốc đều phải học tập loại tinh thần này đồng chí Duvo là người có trách nhiệm đến cực đoan đối với công tác, có lòng nhiệt tình cực đoan đối với đồng chí và đối với nhân dân, chỉ cần chúng ta có tinh thần này. Trương đại quan nhân cũng không thuộc mau tuyển cho lắm. Kiều Mộng Viện cười nói, chính là một người cao thượng, một người thuần túy, một người có đảm đương, một người thoát ly khỏi những sở thích cấp thấp, một người có ích cho nhân dân. Duvo bị hai người bọn họ nói cho ngây ra, hơn nửa ngày mới phun ra được một câu, đây là phu sướng phụ tùy mà người Trung Quốc các anh thường nói phải không, hai người các anh phối hợp cũng thật ăn ý quá. Câu này khiến Kiều Mộng Viện xấu hổ đến đỏ mặt, cô ta chỉ cảm thấy vui nên mới phối hợp với Trương Dương, nhưng lời nói của Đu Vô thực sự là không có suy nghĩ. Trương Đại Quan Nhân thì không cảm thấy có gì xấu hổ cả, hắn cho Đu Vô một câu định luận, tôi còn chưa nói xong mà, lão đỗ thật sự là người sinh vĩ đại, chết quang vinh. Đu Vô đảo mắt, Thường Hải Thiên và Trình Nhuận Sinh ở bên cạnh cũng sắp cười tới vỡ cả bụng rồi. Đu vô nghiêm trang nói, những lời này tôi thích, tôi quyết định, chờ tôi sau này đi gặp Thượng Đế rồi, sẽ dùng câu này làm mộ trí. Trương Đại Quan Nhân nhếch miệng cười nói, anh dùng cũng không sao, có điều sẽ vi phạm bản quyền trí tuệ. Đu vô nói, những câu này là ai nói? Kiều Mộng Viện nói, Chủ tịch Mao nói. Đu vô nói, lời nói của Chủ tịch Mao thì tôi đương nhiên có thể dùng. Trương Đại quan nhân nói, nhưng lão nhân ra không phải viết cho anh. Đu Vô nói, vậy viết cho ai? Lưu Hồ Lan. Chương 1791, trước mưa gió ngột. Ăn xong cơm chiều, Thường Hải Thiên đưa Đu Vô và Trình Nhuận Sinh tới Hải Dương Hoa Viên, Trương Dương thì phụ trách đưa Kiều Mộng Viện về nhà khách thị ủy, trên đường khi đi qua góc lộc giác, Kiều Mộng Viện đề nghị xuống xe đi dạo. Trương Dương dừng xe lại, cùng Kiều Mộng Viện đi về phía bãi biển mỉm cười nói thế nào công tác có thuận lợi không kiều mộng viện nói vẫn ổn trương dương nói em gái tôi cảm ơn quà mà cô tặng nó kiều mộng viện cười nói nhìn thấy công kỳ của anh rồi cũng may là thủ hạ lưu tình đối với tôi không công khai tôi ra bằng không người khác nhất định sẽ cho rằng tôi nịnh bợ lãnh đạo trương dương cười nói thật ra cấp dưới nịnh bợ lãnh đạo cũng không nhất định phải dùng tiền tài nhất là cấp dưới nữ còn có thể dùng Kiều Mộng Viện lập tức minh bạch ý tứ của hắn, mặt đỏ bừng gắt, bí thư trương, cẩn thận tôi tố cáo anh đó. Trương đại quan nhân cười ha ha, tố cáo tôi cái gì? Tôi là đang nói sự thực, hiện tại trong quan trường hiện tượng này là rất thông thường. Kiều Mộng Viện dừng chân, đứng trên bờ cát, nhìn mặt biển phương xa bị ánh trăng nhuộm thành một mảng màu bạc, nói khẽ cảm ơn anh. Vì cái gì? Kiều Mộng Viện sửa lại váy rồi ngồi xuống bờ cát, sau khi tới Tân Hải, tâm tình của tôi đã bình phục rất nhiều, chẳng trách có người nói, công tác là phương thức tốt nhất để chữa thương. Trương đại quan nhân một câu hai ý, chỉ cần cô công tác bên cạnh tôi, tôi cam đoan sẽ không để bất kỳ ai làm thương hại tới cô. Kiều Mộng Viện nói, tôi đến Tân Hải là để giúp anh làm chút việc chứ không phải là tới để nhận sự bảo hộ của anh. Trương Dương ngồi xuống bên cạnh cô ta, rất tự nhiên bỏ áo ngoài ra, khoác lên vai Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện không cự tuyệt, dùng áo của hắn khoác lên người. Trương Dương, vừa rồi quên nói với anh một chuyện, tập đoàn tinh nguyệt Singapore có ý đầu tư vào cảng Phước Long. Nhắc tới tập đoàn tinh nguyệt Singapore, Trương Dương không khỏi nhớ tới một đoạn chuyện cũ, năm đó tình yêu của Kiều Mộng Viện và Hứa Gia Dũng không có kết quả. Hứa Gia Dũng vì trả thù mình đã lợi dụng thủ đoạn đê tiện để khống chế tổng tài phạm tư kỳ của tập đoàn tinh nguyệt, chế tạo đủ loại nan đề và đối nghịch với mình trong công trình cảng nước sâu Nam Thích. Bất giác đã mấy năm trôi qua rồi, Hứa Gia Dũng đã rời khỏi nhân thế, mà Phạm Tư Kỳ cũng gặp phải tai ương tù oan, may mắn là Trương Dương ra tay giúp cô ta chế tạo hiện tượng giả bị bệnh nan y. Hiện giờ Phạm Tư Kỳ mượn cớ dưỡng bệnh ở Singapore, nhưng quyền khống chế thực tế của cô ta đối với tập đoàn Tinh Nguyệt thì còn lớn hơn trước đây. Trương Dương nói, Tiêu Quốc Thành cũng có ý đầu tư, hắn hợp tác với tập đoàn Nguyên Hòa. Kiều Mộng Viện nói, ở châu Á mà nói thì gia tộc Nguyên Hòa và tập đoàn Tinh Nguyệt luôn là đối thủ cạnh tranh. Tinh Nguyệt sở dĩ nhắm tới Tân Hải, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là để cạnh tranh với tập đoàn Nguyên Hòa, sau khi khu bảo lưu thuế nhập khẩu xây xong, Tân Hải sẽ trở thành nơi tập kết hàng trung chuyển lớn nhất Bắc Bộ Trung Quốc, rất nhiều người đều nhìn thấy thương cơ này, chỉ có chiếm trước tiên cơ mới có thể chiếm lĩnh được thị trường tương lai, cho nên người muốn tới đây đầu tư rất nhiều. Trương Dương cười nói, chủ nhiệm Kiều Thượng nhiệm chưa được vài ngày đã nắm được tất cả công tác, đây là thiên phú, thật sự là khiến tôi tự thẹn không bằng kiều mộng viện gắt anh đừng nói móc tôi tôi chưa từng có kinh lịch tòng chính trương dương nói ăn chén cơm chính trị này cũng cần thiên phú kiều mộng viện nói tôi không có thiên phú gì cả trương đại quan nhân vốn định nói vài câu dí dỏm nhưng vừa nghĩ tới thân thế phức tạp của kiều mộng viện kiều trấn lương không phải là cha ruột của cô ta tiêu quốc thành vốn được mình chú ý cũng không phải mình thôi đừng có nói gì xoay quanh vấn đề thiên phú nữa trương dương nói tôi cũng không có thiên phú gì cả không phải cũng lên làm bí thư thị ủy tân hải ư kiều mộng viện nói anh có thiên phú chỉ là anh không biết mà thôi tòng chính làm quan quan trọng nhất là phải có chủ kiến chỉ cần điểm này thôi anh đã vượt qua rất nhiều người rồi trương dương cảm thán nói chén cơm chính trị này không dễ ăn vừa rồi phó bí thư thị ủy tưởng hồng cương tới tìm tôi hắn nói với tôi là ban thường ủy thị ủy bắc cảng sẽ có điều chỉnh bảo tôi hãy nắm lấy cơ hội này kiều mộng viện nói nhân mạch của anh ở bắc cảng thật sự là không tồi trương dương cười ha ha cô tưởng hắn thật sự có lòng tốt như vậy ư hắn sở dĩ để lộ tin tức này cho tôi là vì hắn bị hạng thành đánh cho thảm hại vô cùng hắn cho rằng nếu tôi gia nhập vào cuộc chiến này thì có lẽ hắn sẽ được giảm bớt áp lực kiều mộng viện nhíu mày tôi không thích nhất chính là tranh đấu quyền lực trong quan trường anh lừa tôi tôi lừa anh bất chấp tất cả thủ đoạn trương dương nói đấu tranh chính trị trong quan trường là một môn học vấn cao thâm chẳng những khảo nghiệm chỉ số thông minh của một người, còn khảo nghiệm ý chí của một người, thậm chí so với quyết đấu võ công thì còn đã hơn. Kiều Mộng Viện nói, vậy anh hiện tại đã được tính là cao thủ nhất lưu chưa? Trương Đại Quan Nhân Khiêm Tốn nói, tôi nhiều nhất chỉ xứng là vừa mới nhập môn, cao thủ tuyệt đỉnh chân chính là ông nội cô. Tôi cả đời này nếu có thể học được một phần trăm thủ đoạn của ông ta thì có thể tung hoành quan trường, không ai địch nổi rồi kiều mộng viện nói đấu tranh chính trị cũng theo sự biến hóa của thời đại mà không ngừng biến hóa theo tuy rằng tiếng sóng vẫn vậy nhưng mỗi một đợt sóng đều hoàn toàn khác nhau ông nội tôi nói làm bất kỳ chuyện gì cũng phải biết thuận thế mà làm trương dương nói phương diện này tôi trước giờ làm không tốt lắm kiều mộng viện cười nói thật ra anh tuổi còn trẻ mà đã lên làm bí thư thị ủy tân hải còn có gì mà không hài lòng trương dương nói trời cao đãi tôi không bạc bằng không sao lại đưa một bang thủ tốt như cô tới bên cạnh tôi. Hắn biết Kiều Mộng Viện tính tình rụt rè, cho nên không dám trắng trợn nói đưa cô tới bên cạnh tôi, trước đó kèm thêm chữ bang thủ tốt. Kiều Mộng Viện mặt nóng lên, cô ta nói khẽ, đêm đã khuya rồi, trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Văn phòng của ban chiêu thương ở trung tâm hành chính thành phố, Kiều Mộng Viện đa số thời gian đều làm việc ở đây, Trương Dương giao nhiệm vụ chiêu thương trong toàn thành phố Tân Hải cho cô ta phụ trách. Kiều Mộng Viện từ lúc đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm ban chiêu thương Tân Hải tới nay, biểu hiện tận chức tận trách, gần đây ban chiêu thương thông qua hình thức thông báo tuyển dụng công khai đã tăng thêm 3 nhân viên, bọn họ đều đang trong giai đoạn thử việc. Kiều Mộng Viện sáng sớm đi làm, thấy Chu Sơn Hổ dẫn một cô gái ăn mặc rất mốt tới gặp cô ta, cô gái đó chính là Lưu Hi Đình, con gái của chủ nhiệm hội quản ủy khu mới Đông Giang Lưu Bảo Toàn, trước mắt đang yêu Chu Sơn Hổ say đắm, năm nay cô ta tốt nghiệp đại học, trước mắt đã thi tốt nghiệp xong rồi còn chưa cầm bằng tốt nghiệp đã vội vã tới Tân Hải tìm Chu Sơn Hồ. Trương Dương từng đáp ứng Lưu Bảo Toàn sẽ an bài công tác cho cô ta, dù sao dưới tay Kiều Mộng Viện cũng thiếu người, liền an bài Lưu Hy Đình đến ban chiêu thương, để Chu Sơn Hồ tự mình dẫn cô ta tới. Kiều Mộng Viện đã nghe Trương Dương nhắc tới chuyện này, cô ta cũng biết Chu Sơn Hồ, cười nói, hổ tử, vị này chính là bạn gái của anh à. Chu Sơn Hồ đỏ mặt, Lưu Hy Đình thì ngược lại biểu hiện thoải mái hơn, cô ta chủ động vươn tay về phía Kiều Mộng Viện, chủ nhiệm Kiều, chào chị, tôi tên là Lưu Hy Đình, tôi tới đây theo chị học tập. Kiều Mộng Viện cười cười gật đầu, mọi người đều là người một nhà, tới rồi thì làm việc cho tốt, tôi sẽ chiếu cố cô. Chu Sơn Hổ lúc này mới nói một câu nói, chủ nhiệm Kiều, nhờ chị. Kiều Mộng Viện cười nói, Hổ Tử, anh cứ yên tâm đi, Hy Đình ở chỗ tôi khẳng định sẽ không sao cả. Chu Sơn Hổ cáo từ rời khỏi, Lưu Hy Đình đuổi theo, Hai người thì thầm vài câu mới tách ra, Kiều Mộng Viện nhìn thấy bộ dạng nhu tình mật ý của bọn họ thì không biết vì sao đột nhiên nghĩ tới Trương Dương, nghĩ tới khuôn mặt vô tâm vô phế đó của hắn. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ suy nghĩ của cô ta, mặt Kiều Mộng Viện có chút nóng lên, mình sao lại thế này, gần đây luôn không tự chủ được mà nhớ tới hắn. Cô ta cầm điện thoại lên, trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của một nam tử, "Chủ nhiệm Kiều, chào cô." Kiều Mộng Viện nói, "Anh là đối phương mỉm cười nói tiêu quốc thành kiều mộng viện hơi ngẩn ra sau đó cười nói bác tiêu chào bác kiều mộng viện và tiêu mân hồng là bạn học cũng là bạn tốt cô ta khi du học ở mỹ đã có duyên gặp mặt tiêu quốc thành mấy lần có điều cũng không có tiếp xúc sâu nhưng vì quan hệ với tiêu mân hồng kiều mộng viện vẫn có biểu hiện vô cùng khách khí tiêu quốc thành nói cô đang ở văn phòng à kiều mộng viện nói vâng bác tiêu tìm tôi có việc gì Tiêu Quốc Thành nói, được rồi, tôi tới rồi nói. Kiều Mộng Viện buông điện thoại, nhìn thấy Lưu Hy Đình đứng trước mặt mình, cô ta mỉm cười nói, biết gõ chứ không. Lưu Hy Đình gật đầu, Kiều Mộng Viện dưa một bản kế hoạch cho cô ta, chỉnh lý lại giúp tôi, chiều giao lại cho tôi. Cô ta chỉ chỉ vào phòng bên cạnh. chương 1792, trước mưa gió 2. Lưu Hy Đình cầm lấy bản kế hoạch rồi đi, khi ra cửa thì gặp Tiêu Quốc Thành bước vào, Tiêu Quốc Thành mặc áo sơ mi màu trắng, không đeo caravat, quần tây màu đen, dài da sáng bóng, y luôn là người rất chú ý tới hình tượng bản thân. Cho dù là gặp một cô bé, Tiêu Quốc Thành vẫn biểu hiện ra phong độ thân sĩ của y một cách đầy đủ, rất lịch sự nhường đường cho Lưu Hy Đình, chờ sau khi trải qua Lưu Hy Đình đi qua Tiêu Quốc Thành mới đi vào văn phòng, mỉm cười nói chủ nhiệm Kiều, còn nhớ tôi không? Kiều Mộng Viện đứng dậy đón, chủ động vươn tay về phía Tiêu Quốc Thành, chào bác Tiêu đã lâu rồi không gặp. Tiêu Quốc Thành bắt tay Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện mời y ngồi xuống sofa, tự mình đi pha trà cho y, Tiêu Quốc Thành nói, nhớ lần trước gặp cô là vào 8 năm trước, cô còn đang học ở nước Mỹ, cùng Mân Hồng tới nhà tôi chơi. Kiều Mộng Viện gật đầu, tôi còn tưởng rằng bác Tiêu đã sớm quên con bé này rồi. Tiêu Quốc Thành cười nói, sao mà quên được, nhìn mặt Kiều Mộng Viện, Tiêu Quốc Thành lại như nhìn thấy hình dáng của Mạnh Truyền Mỹ, Kiều Mộng Viện có vài phần giống với Mạnh Truyền Mỹ lúc còn trẻ giống nhất là ánh mắt họ, cũng chấp nhất, cũng quật cường. Kiều Mộng Viện nói, bác Tiêu tới tìm tôi có chuyện gì vậy? Tiêu Quốc Thành lắc đầu nói, tôi hôm nay tới đây là đặc biệt đẻ bái phỏng bí thư trương, có điều tôi nghe nói cô hiện tại đang đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm ban chiêu thương Tân Hải, phụ trách công tác chiêu thương ở đây cho nên tôi đến gặp. Kiều Mộng Viện nói, Mạch Kỳ Nhi không nói với bác à. Tiêu Quốc Thành nói, nó sang Mỹ công tác rồi, chắc tháng sau mới trở về. Kiều Mộng Viện nói, bác Tiêu rất ủng hộ công tác của khu bảo lưu thuế nhập khẩu, lần này khu bảo lưu thuế nhập khẩu có thể khởi động cũng nhờ có 500 triệu của của bác. Tiêu Quốc Thành cười nói, tôi và Bí Thư Trương là lão bằng hiếu, bằng hiếu cũng có chỗ khó, tôi đương nhiên phải giúp đỡ rồi. Có điều cô cũng biết đấy, thương nhân chi mỗi một phân tiền thường thường cũng phải tính toán tỉ mỉ, tôi cũng không phải là đầu tư mù quáng, tôi vô cùng xem trọng tiền cảnh của khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Tiêu Mộng Viện nói: "Tôi nghe nói bác Tiêu có ý tham gia công trình xây lại cảng Phước Long." Tiêu Quốc Thành gật đầu, "Vốn tôi không có kinh nghiệm gì về nghiệp thủy vận, tất nhiên cũng không nói gì tới hứng thú, nhưng hiện tại gia tộc Nguyên Hòa Nhật Bản chủ động tìm tôi hợp tác, tôi tất nhiên không có lý do gì để cự tuyệt." Tiêu Quốc Thành chỉ nói ra một câu như chuồn chuồn lướt nước rồi không hề tiếp tục tham thảo đề tài này nữa, y nhìn đồng hồ, "Không nói nữa, tôi đã hẹn gặp bí thư Trương rồi, sắp tới giờ rồi." Kiều Mộng Viện tiến Tiêu Quốc Thành ra khỏi văn phòng, cảm thấy Tiêu Quốc Thành lần này bái phỏng có chút đột ngột, trong lòng thầm đoán rằng, chẳng lẽ Tiêu Quốc Thành chỉ là thuận tiện bái phỏng đơn giản như vậy thôi ư? Vì sao y không đề cập tới chuyện của tập đoàn Tinh Nguyệt? Trương Dương và Tiêu Quốc Thành hẹn gặp mặt vào 10 giờ sáng, khi Tiêu Quốc Thành tới văn phòng của hắn, Trương Dương bảo Phó Trường Trinh đi pha trà, ngồi trước bàn trà đợi Tiêu Quốc Thành đến. Tiêu Quốc Thành mỉm cười nói, vừa mới thuận tiện tới chỗ chủ nhiệm Kiều chơi, trao hỏi cô ta một chút. Trương Dương hơi ngẩn ra, hắn không biết mục đích Tiêu Quốc Thành đi gặp Kiều Mộng viện là gì. Mời Tiêu Quốc Thành ngồi xuống sofa, cầm ấm trà rót một chén cho y, "Tiêu tiên sinh, mời uống trà." Trong hoàn cảnh này hai người đều biểu hiện ra vẻ vô cùng khách khí. Tiêu Quốc Thành cầm chén trà lên nhấp một ngụm, "Tôi lần này tới đây là muốn tìm hiểu một chút chuyện của Cảng Phước Long." Trương Dương cười nói, "Chú không đi hỏi Kiều Mộng viện ấy, hiện tại cô ta phụ trách chuyện này." thư đấu thầu cũng giao cho cô ta soạn. Tiêu Quốc Thành mỉm cười nói, quan viên làm đến cảnh giới nhất định thì chính là quản lý một cách vô vi, mình không cần làm việc, có chuyện gì cũng đều giao cho thủ hạ đi làm. Trương đại quan nhân bật cười ha ha, tiêu tiên sinh đang quanh co lòng vòng nói móc tôi, tôi nghe ra được mà. Tiêu quốc thành cười nói, không dám, anh là quan, tôi là dân, tôi cũng không dám có chút bất kính với anh. Trương Dương nói, tôi tuy rằng là quan, nhưng chú là chủ nợ của tôi, tôi đang nợ chú 500 triệu." Tiêu Quốc Thành nói, "Vậy tôi càng không dám đắc tội với anh, hiện giờ người nợ tiền mới là đại gia, tôi nếu chọc giận anh thì anh không trả nợ, tôi lúc đó biết đi đâu mà khóc đây." Hai người bật cười, đều biết đối phương đang nói đùa. Trương Dương nói, "Hai ngày trước khi tôi tới Bạch Đảo, Tiêu tiểu thư có ra đón tôi, nói các anh hợp tác với gia tộc Nguyên Hòa, muốn nắm quyền kinh doanh về sau và công trình xây lại của cảng Phước Long." Tiêu Quốc Thành gật đầu nói, không sai. Trương Dương chậm rãi hạ chén trà trong tay xuống, Tiêu Tiên Sinh, trong hợp đồng đầu tư trước đó của chú cũng không có hạng mục cảng Phước Long này. Tiêu Quốc Thành nói, trước đây tôi không có kinh nghiệm xây dựng và kinh doanh cảng, nhưng gia tộc Nguyên Hòa hợp tác với tôi. Tôi liền có năng lực về phương diện này, nếu đã có ưu thế thì tôi đương nhiên sẽ có chủ ý với cảng Phước Long. Trương Dương nói, quyền xây lại và quyền kinh doanh cảng Phước Long hiện giờ được rất nhiều phương diện xem trọng, không giấu gì chú, tập đoàn tinh nguyệt Singapore đã khảo sát thông qua kế hoạch đầu tư. Hai ngày nay, bọn họ sẽ phái người tới đây trình bày kế hoạch đầu tư với tôi. Tiêu Quốc Thành nói khẽ, nghe ý của anh là là phải công khai đấu thầu. Trương Dương gật đầu, trong chuyện cảng Phước Long tôi cũng bất lực, trước đã đã định ra phương án đấu thầu công khai rồi. Hiện giờ giấy tờ đấu thầu cũng đã hoàn thành, gần đây sẽ triển khai công tác đấu thầu, công tác cụ thể thì giao cho ban chiêu thương phụ trách. Tiêu Quốc Thành nói, nếu đã định ra rồi thì chúng tôi cũng chỉ có thể cạnh tranh theo quy tắc. Tinh nguyệt thực lực cường đại, tôi thấy lần này phần thắng chúng tôi chúng tôi nhiều nhất cũng chỉ có một nửa. Trương Dương nói, Tiêu Tiên Sinh, không phải không muốn không muốn giúp chú, chỉ là hiện tại Bắc Cảng đang ở vào thời kỳ mẫn cảm, làm một chuyện đều phải vô cùng cẩn thận, bằng không khẳng định có người ở sau lưng chỉ chỉ trò trò. Tiêu Quốc Thành không khỏi bật cười, bí thư Trương yên tâm, tôi không có ý làm khó anh, thật ra tôi cũng tán thành hình thức công khai đấu thầu chỉ có như vậy mới có thể khiến người hữu tâm phải ngậm miệng lại kiếm tiền phải kiếm ở chỗ sáng làm việc cũng vậy y uống ngụm trà rồi lại nói tôi ngày hôm qua vừa tới bắc cảng liền phát hiện không khí bắc cảng gần đây có chút không đúng trương dương nói làm sao vậy tiêu quốc thành nói hành động nghiêm đả với thanh thế rất lớn của bắc cảng anh có nghe nói tới không trương dương bật cười sao lại không nghe Bí thư hãng quyết tâm muốn chỉnh đốn trật tự xã hội Bắc Cảng, trị lý tình trạng tội phạm ngông cuồng của Bắc Cảng từ căn bản, đây là một chuyện tốt. Tiêu Quốc Thành nói, mấy ngày nay làm cho ai cũng thần hồn nát thần tính, nghiệp phục vụ khách sạn trong phạm vi toàn thành phố cơ hồ đều bị kiểm tra một lần, ngay cả khách sạn hoa quang của chúng tôi cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Trương Dương nhớ tới Tiêu Quốc Thành chẳng những có kim sắc cảng loan mà còn có hệ thống dịch ra trong phạm vi toàn quốc, xem ra hạng thành lần này đã xúc phạm tới lợi ích của y, chẳng trách tiêu quốc thành có phê bình kín đáo. Trương Dương cười nói, tiêu tiên sinh chắc là không thể không nhìn thấu được tình thế thực sự chứ. Tiêu quốc thành thở dài, đây là sự khác nhau giữa quan trường và thương trường, trong thương trường rất ít có người đi là chuyện hại người không lợi mình, trừ phi hai người có thù hận không giải được, mà trong quan trường, cho dù là xung đột lợi ích nhỏ bé cũng có thể làm ra một hồi bão tố, tôi nghe nói tưởng Hồng Cương vì vị trí bí thư thị ủy mà đấu rất gắng với cung Hoàn Sơn. Trương Dương mỉm cười nói, chuyện của lãnh đạo thượng cấp tôi không rõ lắm, gần đây tôi ngay cả chuyện của Tân Hải còn làm không xong. Tiêu Quốc Thành cười ha ha, nói, bí thư Trương quả nhiên là tác phong nghiêm cẩn, nói chuyện cũng rất cẩn thận. Thật ra y cũng hiểu tính tình của Trương Dương, biết hắn là hạng người hiếu sự, lần này đối với công phu chấn định của Trương Dương cũng có chút ngạc nhiên. Trương Dương nói, không phải tôi nghiêm cẩn, là tôi không rảnh nhúng tay vào chuyện của họ, người muốn kéo tôi vào, tuy rằng chuyện tranh đi đấu lại trong chính trị tôi cũng đã trải qua không ít, nhưng không có lần nào là tôi vô duyên vô cớ vì quyền lực mà đấu tranh cả. Tiêu Quốc Thành mỉm cười nhìn Trương Dương, người kinh thương luôn mong có một hoàn cảnh đoàn kết yên ổn. Trương Dương nói, cho nên tôi mới đặt sự ổn định của trật tự xã hội ở vị trí hàng đầu. Hắn uống ngụm trà rồi nói, Tiêu Tiên Sinh cũng rất cảm thấy hứng thú với chính trị nhỉ. Tiêu Quốc Thành nói, tôi chỉ cảm thấy hứng thú với chính trị có ảnh hưởng tới mình thôi. Hai người nhìn nhau cười. Buổi chiều bắc cảng đổ mưa to, thời tiết tối tăm, mưa bụi kéo dài không dứt. trong thời tiết như vậy rất dễ nảy sinh ra tình tự sầu ly, trong lòng Đinh Cao Sơn lại không thương cảm chút nào. Hắn đứng ở đối diện cửa lớn trạm giam Tam Hà, nhìn về phía cửa trại tạm giam đối diện, cửa mở ra, Đinh Cao Thăng từ bên trong đi ra, hắn trước tiên nói gì đó với cảnh sát áp tải hắn ra, sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời âm u, sau đó mới nheo mắt nhìn nhìn đối diện đường cái, qua mưa bụi mông lung nhìn thấy đại ca đứng đó. Tuy rằng Đinh Cao Thăng không nhìn rõ ánh mắt của y lúc này, nhưng từ đáy lòng cũng cảm nhận được sự quan tâm của đại ca đối với mình, mũi Đinh Cao Thăng có chút cay cay, hắn vội vàng đi vào trong màn mưa. Trường 1793, trước mưa gió 3 Đinh Cao Sơn từ đầu đến cuối không di động chân, cho đến lúc em trai đi đến trước mặt, y mới mỉm cười. Đinh Cao Thăng nói, đại ca, trong mắt có hai điểm trong suốt, không rõ là ánh lệ hay là nước mưa. Đinh Cao Sơn vươn hai tay ra vỗ vỗ vai em trai, nói khẽ không sao. Một câu không sao bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Đinh Cao Thăng vốn muốn nói gì đó, lại nghe Đinh Cao Sơn nói, lên xe rồi nói. Ngồi vào bên trong xe Mercedes màu đen của Đinh Cao Sơn, Đinh Cao Thăng nói, đại ca, để anh phải lo lắng rồi. Đinh Cao Sơn cười nói, người nhà không cần phải nói những câu này. Xe chậm rãi khởi động, Đinh Cao Thăng xuyên qua cửa sổ dính đầy nước mưa nhìn ra trại tạm giam ở đối diện. Đinh Cao Sơn vỗ vai hắn, mỉm cười nói, nói vĩnh biệt nơi này đi. Đinh Cao Thăng nói, có thuốc không? Đinh Cao Sơn gật đầu, lấy ra một bao thuốc đưa cho hắn, Đinh Cao Thăng châm thuốc lá, giết hai hơn, không gian bên trong xe lập tức đầy mùi thuốc. Thần kinh của hắn theo khói thuốc cũng dần dần trầm tĩnh lại, lộ ra vẻ mệt mỏi nhắm mắt lại, ngửa đầu dựa vào ghế, nói khẽ, viên hiếu công cố ý chơi em, quan báo tư thủ. Món nợ này em nhất định sẽ tính sổ với chúng. Đinh Cao Sơn nói, không trách được chúng, là bản thân chúng ta không phán đoán rõ tình thế. Đinh Cao Thăng có chút kinh ngạc nói, đại ca, là viên hiếu công hạ lệnh bắt em mà. Cậu cho rằng nếu không phải là hắn lên tiếng, cậu có thể dễ dàng được thả ra như vậy ư? Ánh mắt của Đinh Cao Sơn lộ ra vẻ mông lung trong khói thuốc, hắn lắc đầu, "Huynh đệ chúng ta không sợ ai cả, nhưng cứ đánh mãi thì cũng không có lợi cho bất kỳ ai, kết cục cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương." Đinh Cao Thăng không nói gì, mấp máy môi, trong lòng cũng công nhận những lời này của đại ca. Đinh Cao Sơn nói, "Là tôi đã đánh giá sai năng lực của Tưởng Hồng Cương, cho rằng hắn chính là nhân tài có thể tạo dựng, nhưng hiện tại mới phát hiện hắn chỉ là củi khô." Bên ngoài Tô Vàng Nạm Ngọc bên trong thối giữa Đinh Cao Thăng nhìn đại ca với vẻ khó hiểu, không biết đại ca vì sao đột nhiên chán ghét tưởng Hồng Cương như vậy. Đinh Cao Sơn nói, lần nghiêm đả này của Bắc Cảng, người khởi xướng là hạng thành, hắn cấp cho tưởng Hồng Cương không an phận một hạ mã uy, muốn hắn thành thành thật thật, chúng ta chỉ bị vạ lây mà thôi, người này là đáng trọng dụng, khi xảy ra chuyện thực sự thì không dám đứng ra nói câu nào. Bởi vì chuyện lần này của em trai, Đinh Cao Sơn đối với tưởng Hồng Cương có thể nói là chán nản tới cực điểm. Đinh Cao Thăng nghiến răng nghiến lợi nói, kẻ làm quan quả nhiên không có tên nào tốt lành. Đinh Cao Sơn nói, họ viên muốn lợi dụng cơ hội lần này để trừ bỏ chúng ta. Ha ha, si tâm vọng tưởng, bọn chúng cho rằng chúng ta là một quả hồng, muốn bóp thế nào thì bóp ư? Đinh Cao Thăng nhìn Thái Dương Đại ca đột nhiên có thêm tóc bạc, trong lòng rất áy náy, hắn nói khẽ, đại ca, về sau em làm việc sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để anh lo lắng nữa. Đinh Cao Sơn thở dài, nói, ra rồi đã đến lúc nên rút lui, một câu của viên hiếu thương đã khiến tôi rất xúc động, trên thế giới này nhỏ bé giống như đá cội rơi xuống biển vậy, cho nên một người còn sống quan trọng nhất là nhận rõ mình, nhận rõ cái gì đối với mình mới là quan trọng nhất. Đinh Cao Thăng từ trong lời nói của đại ca đã nhận ra hắn tựa hồ bắt đầu có ý rút lui, chẳng lẽ là chuyện lần này đã đả kích đại ca lớn đến vậy? Đinh Cao Thăng nói, đại ca, có một số việc không phải nói đi là đi, chúng ta có nhiều sinh ý như vậy, chúng ta không thể buông tay được, vả lại, chúng ta đi, các huynh đệ sẽ làm sao bây giờ? Bọn họ vẫn phải dựa vào chúng ta để ăn cơm. Đinh Cao Sơn nói, thật ra nhân sinh trên đời vốn không nên có nhiều vướng bận như vậy, bất kể anh lập được cơ nghiệp như thế nào, bất kể anh đánh hạ được nhiều địa bàn thế nào, đến cuối cùng vẫn khó tránh khỏi cái chết. Đinh Cao Thăng nói, nếu còn sống thì phải sống cho ra người. Đại ca, chờ thêm một đoạn thời gian nữa huynh đệ chúng ta ra ngoài nghỉ ngơi một chút, em thấy anh có chút mệt mỏi rồi. Đinh Cao Sơn mỉm cười gật đầu nói, tôi đã bảo nhân sinh về, đã đến lúc những người trẻ tuổi này nên một mình đảm đương một phía rồi. Đinh Cao Thăng nói, hắn có thể ư. Đinh Cao Sơn nói, chúng ta có thể dạy hắn. Một chiếc xe vận tải nặng từ phía trước lái đến, khi tới gần, chiếc xe tải đó đột nhiên tăng tốc, điên cuồng lao vào xe của huynh đệ Đinh ra. Lái xe hoảng sợ mở to hai mắt, hắn nhanh chóng đánh tay lái. Ý đồ muốn tránh chiếc xe đó, nhưng chuyện xảy ra quá đột nhiên, hơn nữa khi hắn ý thức được mục đích của đối phương thì đã quá muộn, xe vận tải va mạnh vào xe Mercedes, đâm cho xe Mercedes xoay tròn tại chỗ, đầu xe phá tung vòng bảo hộ, từ đê bờ biển rơi thẳng xuống. Trong tầm nhìn của Đinh Cao Sơn toàn là màu đỏ, hắn ngửi thấy máu tanh, nhìn thấy đầu em trai gục xuống vai, Đinh Cao Sơn lớn tiếng la lên. Giọng nói của hắn vừa mới vang lên thì đã bị thân thể của Đinh Cao Thăng chặn lại, tiếng thân xe va vào bờ đê cực chói tai. Đè nén tim hắn, khiến hắn ở sâu trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Ninh Cao Sơn rất nhanh liền cảm thấy thân thể hắn rơi vào nước biển lạnh lẽ, hắn nhìn thấy mình phun ra một chuỗi bọt khí. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một giọng nói tịch dương khi đẹp nhất chỉ có lúc hoàng hôn tới gần. Năm tiếng đồng hồ sau chiếc xe Mercedes bị đâm cho biến dạng mới được cảnh sát và đội cứu viện bờ biển vớt lên bờ, từ bên trong xe tìm được ba cỗ thi thể, người ngồi ở ghế lái là lái xe, khi va chạm lần đầu tiên thì túi an toàn bung ra, chắn trước mặt hắn, không đợi hắn di động thì ô tô đã rơi xuống biển. Hắn vì bị ngạt mà chết, Đinh Cao Thăng chết rất thảm, gãy xương cổ, là khi ô tô phát sinh va chạm bị lực trùng kích cực lớn chấn gãy xương cổ. Đinh Cao Sơn là bị ngạt nước mà chết, hắn không tử vong khi va chạm, nhưng vẫn không thể tránh được vận mệnh bị nước biển làm ngạt chết, hai huynh đệ tuy rằng không phải sinh cùng ngày nhưng lại chết cùng lúc. Cục trưởng công an viên hiếu công tự mình tới hiện trường, vốn đây là một tai nạn giao thông y không cần phải đích thân tới hiện trường. Nhưng khi hắn y nghe nói người gặp chuyện không may là huynh đệ đinh ra thì lập tức bỏ tất cả mọi việc chạy tới địa điểm xảy ra tai nạn. Chuyện xảy ra ở bờ đê, bởi vì trời mưa nên gió biển rất lớn, ảnh hưởng đến công tác cứu hộ. Thật ra cho dù là cứu hộ kịp thời thì cũng khó mà cứu được tính mạng của huynh đệ đinh ra. Trời vẫn đổ mưa phùn, viên hiếu công nhìn mảnh vụn thủy tinh trên mặt đường, nhíu mày, huynh đệ đinh ra không ngờ chết như vậy, tuy rằng y rất muốn bọn họ chết, nhưng y tuyệt không ngờ sẽ là một kết cục như vậy. Đinh Lâm dưới sự đi cùng của mười mấy huynh đệ áo đen chạy đến hiện trường, lập tức bị cảnh sát cản ở ngoài tuyến phong tỏa. Cô ta kêu lên, tôi muốn vào, người gặp chuyện không may là cha tôi. Là cha tôi, cô ta hoảng hốt hét lên. Viên Hiếu công gật đầu, ý bảo thủ hạ để Đinh Lâm vào, nhưng lại cản không cho những người còn lại vào. Đinh Lâm dưới sự dẫn dắt của một gã cảnh viên đi tới thi thể vừa được vớt lên, Pháp y vừa mới làm giám định bước đầu, tất cả thi thể đã được túi bọc thay bọc lại. Ninh Lâm run run tay, cả người cô ta đều không ngừng run rẩy, cô ta mở một cái túi trong đó, nhưng thấy ông chú đã mất đi sinh cơ, nước mắt của cô ta liền trào ra như vỡ đê. Cô ta vừa khóc thút thít vừa mở cái túi tiếp theo, khi cô ta nhìn thấy khuôn mặt cha, đinh Lâm đã không thể ức chế được cực kỳ bi ai trong nội tâm, cô ta che miệng lại, vai không ngừng run run trong gió biển. Viên Hiếu Công thì thầm vài câu với một nữ cảnh, nữ cảnh đó tới khuyên Đinh Lâm đứng dậy, Đinh Lâm phẫn nộ đẩy tay cô ta ra, thét to, hung thủ. Các anh tất cả là hung thủ. Viên Hiếu Công bị giọng nói thê lương của cô ta khiến cho hoảng sợ. Đinh Lâm quỳ gối bên cạnh thi thể của cha, gió biển thổi tung tóc cô ta, khuôn mặt của cô ta lộ ra vẻ tái nhợt, đôi mắt tràn ngập cừu hận nhìn thẳng vào Viên Hiếu Công. Ánh mắt này khiến Viên Hiếu Công vô cùng không thoải mái, y lắc đầu, nói khẽ, nén bi thương thuận biến. Nói xong câu đó, viên hiếu công xoay người lên xe cảnh sát. Cái chết của huynh đệ đinh ra khiến rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc vạn phần, viên hiếu thương cũng vậy, khi hắn nghe đại ca kể lại chuyện đã xảy ra, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, sao lại vậy? Viên hiếu công nói, không biết là ai hạ thủ, đinh cao sơn tới trại tạm giam đón đinh cao thăng về nhà, trên đường đi qua bờ đê bị một chiếc xe tải đâm, xe Mercedes mà họ ngồi rơi xuống biển viên hiếu thương nói khẽ đây là một cuộc mưu sát viên hiếu công không hề phủ nhận phán đoán của viên hiếu thương y thở dài xuống tay độc lắm một phát diệt trừ cả hai huynh đệ đinh gia miễn trừ hậu hoạn viên hiếu thương nói đại ca chuyện này có người ở sau lưng dở trò quỷ người của đinh gia vẫn cho rằng là chúng ta đang nhằm vào bọn họ có thể tính sổ cái chết của huynh đệ đinh gia lên người chúng ta hay không viên hiếu công nói rất có thể Cậu không nhìn thấy ánh mắt của con gái hắn khi nhìn tôi, giống như coi tôi là hung thủ sát hại cha cô ta vậy. Viên Hiếu Thương nói, chuyện này vốn không liên can tới anh, anh đã thả đinh cao thăng rồi. Ngón tay Viên Hiếu công nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, "Lão tứ, trong khoảng thời gian này luôn có người gây chuyện giữa chúng ta và đinh gia, đầu tiên là chúng ta gặp chuyện không may, sau đó đến phiên đinh gia, người người rốt cuộc muốn làm gì?" Viên Hiếu thương cười khổ nói, đáng sợ nhất là đến bây giờ chúng ta vẫn không biết là ai đang phá rối. Lão Tứ, gần đây nhất định phải cẩn thận. chương 1794, trước mưa gió 4. Viên Hiếu thương nói, lát nữa em sẽ nói một tiếng với nhị ca và tam ca, hiện tại là thời kỳ phi thường, nhất định không thể gây chuyện. Viên Hiếu công nói, tôi sẽ cho người theo dõi đinh ra. Viên Hiếu thương gật đầu, nếu có người thực sự muốn tính món nợ này lên đầu chúng ta thì chúng ta không thể không phòng bị được. Viên Hiếu công thở dài nói, năm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ trời thật sự muốn thay đổi? Chuyện huynh đệ đinh ra chết thảm ngay lập tức truyền tới Tân Hải, bởi vì nơi này là quê của bọn họ, trong lòng người Tân Hải thì Đinh Cao Sơn là người giàu nhất Tân Hải, là người có tính đại biểu, hắn vẫn là hội trưởng của Thương hội Tân Hải, ở trong thương giới Tân Hải có địa vị được tôn sùng. Trương Dương cũng có duyên gặp mặt mấy lần với Đinh Cao Sơn, nghe thấy chuyện này thì cũng giật mình, vừa hay Trình Diễm Đông tới đây báo cáo công tác chị An sắp tới với hắn, Trương Dương tất nhiên nhắc tới chuyện này. Trình Diễm Đông cũng có nghe nói, hắn nói với Trương Dương, Bắc Cảng đang oanh oanh liệt liệt làm nghiêm đả, giờ lại xảy ra án mạng, chẳng khác nào tát vào mặt ban lãnh đạo Bắc Cảng, anh chờ coi đi, chuyện này khẳng định sẽ ẩm ý. Trương Dương nói, Diễm Đông, huynh đệ Đinh ra có thủ với ai mà ghê vậy? không ngờ muốn một phát diệt cả hai người họ. Trình Diễm Đông nói, nghe nói bọn họ và mấy huynh đệ viên gia vẫn luôn đối đầu nhau, lần nghiêm đả này viên cục bắt đinh cao thăng đầu tiên, có điều bởi vì không có chứng cứ xác thực nên hôm nay thả hắn về. Đinh Cao Sơn chính là trên đường đi đón Đinh Cao Thăng thì xảy ra chuyện, nghe nói là bị một chiếc xe tải đâm chính diện, căn cứ vào tình huống hiện trường thì có thể thấy được chiếc xe tải này không hề có dấu vết phanh lại, khả năng cố ý mưu sát là rất lớn, xe tải đâm chiếc xe Mercedes mà huynh đệ đinh ra ngồi xuống biển, người điều khiển ngay lập tức rời khỏi hiện trường, hắn là có người tiếp ứng, xe tải gây tai nạn thì để lại hiện trường. Trương Dương nói thế chẳng phải là để lại chứng cơ ư. Căn cứ vào manh mối này có thể tra được một số dấu vết. Trình Diễm Đông nói, Bí Thư Trương, anh đừng xem thường Trình Diễm Đông của những phần tử phạm tội này, bọn họ nếu dám giữa ban ngày ban mặt mưu sát người ta, thì sẽ không để lại chứng cứ rõ ràng như vậy để cảnh sát truy tung đâu. Tôi thấy chiếc xe tải này 10 phần là bị trộm, chủ xe thực sự rất có thể không liên quan gì tới chuyện này. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới xe Việt giã của Kiều Mộng Viện trước đó bị mất, lúc ấy có một cú điện thoại thần bí nói với hắn chuyện này có liên quan tới viên hiếu nông. Sự thật chứng minh, khả năng viên hiếu nông trực tiếp gây ra chuyện này là rất nhỏ, người gọi điện thoại đó rõ ràng đang cố ý khơi mào mâu thuẫn giữa huynh đệ viên gia và hắn sau lưng tất cả những việc này rốt cuộc là tồn tại tấm màn đen gì. Trình Diễm Đông nói, gần đây tôi có nghe nói một số tin tức, nói bác cảng tồn tại mấy tập đoàn buôn lậu lớn, huynh đệ Đinh Gia là một trong số đó, huynh đệ Viên Gia cũng vậy, nếu đều làm sinh ý buôn lậu thì khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột lợi ích, cho nên Viên Hiếu Công sau khi bắt đầu nghiêm đả, người đầu tiên bị hắn bắt là Đinh Cao Thăng. Trương Dương nói, anh có chứng cứ không? Trình Diễm Đông lắc đầu nói, không có. Trương Dương thở dài nói, không ngờ nước Bắc Cảng thật đúng là rất sâu. Trình Diễm Đông nói, cái chết của huynh đệ Đinh Gia rất có thể sẽ dấy lên một hồi sóng to gió lớn. Trương Dương nói, bất kể sóng gió của Bắc Cảng lớn thế nào, cũng phải cam đoan Tân Hải gió êm sóng lặng. Tôi muốn để Tân Hải biến thành một cảng tránh gió, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là duy trì yên ổn và phát triển toàn lực, khi cung hoàn sơn đi gặp hạng thành thì vừa hay gặp cục trưởng công an bắc cảng viên hiếu công từ trong văn phòng của hạng thành đi ra vẻ mặt của viên hiếu công rất ngưng trọng nhìn ra được cuộc đối thoại giữa y và hạng thành không thoải mái gì viên hiếu công thậm chí không chú ý tới thị trường từ phía trước đi tới vẫn là cung hoàn sơn gọi y trước viên hiếu công mới như ở trong mộng mới tỉnh cung kính nói thị trưởng cung cung hoàn sơn gật đầu viên hiếu công nói tôi tới đây báo cáo một chút tình huống với bí thư hạng Thị trưởng cung, trong cục của tôi còn có việc, phải về gấp." Cung Hoàn Sơn có chút lý giải gật đầu, "Đi đi." Tới văn phòng Hạng Thành, nhìn thấy Hạng Thành chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, Cung Hoàn Sơn đi tới nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hạng Thành không xoay người lại, nói khẽ có người muốn gây sự. Cung Hoàn Sơn nói, "Bí thư Hạng, trước mắt cảnh sát toàn thành phố đều đã được động viên, tranh thủ mau chóng điều tra rõ vụ án này." hạng thành nói mục đích nghiêm đả không phải để gây sóng gió mà là bảo trì sự yên tĩnh tường hòa cho bắc cảng trừng phạt tội phạm không phải là mục đích giảm bớt tỷ lệ phạm tội mới là mục đích cuối cùng của chúng ta cung hoàn sơn nói có lẽ chuyện này chỉ là một cái bất ngờ hạng thành xoay người lại bất ngờ anh lại còn nói đây là một bất ngờ ư cung hoàn sơn dưới cái nhìn chăm chú của y thì có chút xấu hổ hạng thành lắc đầu nói muốn không bị người khác chú ý cũng khó y vừa dứt lời thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Hạng thành chậm rãi quay lại ngồi xuống trước bàn làm việc, sau đó chậm rãi cầm điện thoại lên, sau khi y nghe thấy giọng nói trong điện thoại thì vẻ mặt lập tức trở nên khiêm cung, tỉnh trưởng chu. Cung hoàn sơn ngừng thở, hắn không dám thở mạnh, lặng lẽ ngồi xuống ở bên cạnh, ở vào những lúc như thế này chu hưng dân gọi điện thoại tới tất nhiên không phải là chuyện tốt. Cung Hoàn Sơn ở bên cạnh quan sát vẻ mặt của hạng thành, ngữ khí của hạng thành tuy rằng lộ ra vẻ cung kính, nhưng vẻ mặt của y thì trở nên càng lúc càng ngưng trọng, nói chuyện khoảng 5 phút thì hạng thành chậm rãi bỏ điện thoại xuống, nói khét chuyện huynh đệ đinh Gia ngộ hải đã chấn động tỉnh lý, tỉnh lý cho rằng chúng ta công tác bất lực, sắp tới sẽ phái tổ công tác tới tìm hiểu chuyện này. Cung Hoàn Sơn nói, chuyện này không đến mức kinh động tới tỉnh lý chứ. Hạng thành nói, nhất định còn có chuyện khác. Không ai ngờ được phản ứng của tỉnh lý lại nhanh như vậy. Phó Bí Thư Thị ủy tưởng Hồng Cương đang thương cảm vì cái chết của Lão Hiếu, đang cho rằng mình có lẽ sẽ lại có được cơ hội phản kích, đang chủ tính phản ánh lần nghiêm đả này với tỉnh Lý Thị ủy ban kỷ luật tỉnh đột nhiên tìm hắn. Tưởng Hồng Cương sáng sớm vừa tới đơn vị công tác không lâu thì được mời đến khách sạn Hinh Hương Viên, ở đây hắn gặp được phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Lưu Diễm Hồng, tưởng Hồng Cương cảm thấy rất kinh ngạc, hắn không rõ vì sao ủy ban kỷ luật tỉnh lại tới tìm mình. Chẳng lẽ tỉnh Lý phát hiện một số tình huống của thành phố Bắc Cảng cho nên tìm hắn để tìm hiểu tin tức ư? Lời nói của Lưu Diễm Hồng vô cùng gọn gàng dứt khoát, đồng chí tưởng Hồng Cương. Tôi lần này tới Bắc Cảng là đại biểu lãnh đạo tỉnh tới tìm hiểu một số tình huống. Tưởng Hồng Cương rất phối hợp hồi đáp, bí thư Lưu, ngài muốn biết tình huống của phương diện nào, tôi nhất định sẽ chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Lưu Diễm Hồng nói, anh có phải có con gái đang lưu học ở nước Pháp hay không? Tưởng Hồng Cương ngây ra, hắn căn bản không ngờ Lưu Diễm Hồng lại tới vì mình, tưởng Hồng Cương nhanh chóng chấn định lại, gật đầu nói, không sai. Lưu Diễm Hồng nói, chúng tôi có được một số tư liệu, học phí hàng năm của con gái anh ở nước Pháp là 5 vạn bảng Anh, với tiền lương của anh và vợ anh căn bản không thể gánh vác được học phí của cô ta. Cái này còn chưa tính những tiêu phí khác của cô ta ở nước Pháp. Tưởng Hồng Cương nói, điểm này tôi có thể để giải thích, học phí mà con gái tôi xuất ngoại cần một bộ phận là nó làm việc ngoài giờ, một bộ phận đến từ học bổng của trường học còn có một bộ phận là tôi vay bạn học Đinh Cao Sơn, tôi còn viết giấy nợ với hắn mà. Lưu Diễm Hồng nói, đồng chí tưởng Hồng Cương, hy vọng anh thành thật trả lời câu hỏi của tôi. Căn cứ vào sự tìm hiểu của chúng ta thì con gái anh ở nước Pháp không hề làm bất kỳ công tác ngoài giờ nào, cũng không có bất kỳ thu nhập ngoại lai nào. Học bổng ư, cô ta có được một lần, có điều 2.000 bảng anh học bổng và tiêu phí mà cô ta cần cách nhau rất lớn. Anh nói anh vay tiền của Đinh Cao Sơn, vậy anh lấy giấy vay nợ ra đi, đầu tưởng Hồng Cương có chút ngơ ngẩn, ủy ban kỷ luật sao nhanh như vậy đã tìm tới mình, cho dù bọn họ muốn tìm thì người đó cũng không nên là mình, hắn nói khẽ Đinh Cao Sơn đã chết rồi. Lưu Diễm Hồng nói, tưởng Hồng Cương, tôi hy vọng anh có thể nhìn thẳng vào vấn đề của mình, nếu muốn dùng chết vô đối chứng để cho qua câu hỏi của tôi thì tôi hy vọng anh đừng phí sức làm gì. Cô ta lấy ra một tập ảnh, trong đó có không ít là ảnh tưởng Hồng Cương và Đinh Cao Sơn đánh gôn, cưỡi du thuyền cùng nhau. Lưu Diễm Hồng nói: "Không có chứng cứ thì chúng tôi cũng sẽ không tìm anh, anh lợi dụng chức quyền, giữ quan hệ trường kỳ với nhân sĩ thương giới, còn bật đèn xanh cho họ, bọn họ cũng bánh ít đi, bánh quy lại, cho anh thù lao trên vật chất và tiền tài." Tưởng Hồng Cương nói: "Bí thư Lưu, tôi chưa bao giờ nhận hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào, tôi cũng không lợi dụng chức quyền để làm gì cả, chuyện của Đinh Cao Sơn là tôi vay tiền hắn thật, còn từng viết giấy vay nợ nữa." Lưu Diễm Hồng nói: "Trước đó không lâu, anh tới tỉnh lý bái phỏng rất nhiều lãnh đạo tỉnh cũng tặng họ quà việc này anh còn nhớ không tưởng hồng cương ngây ra đó không ngờ chuyện này cũng thành nhược điểm hắn lắc đầu nói bí thư lưu tôi không ăn hối lộ trái pháp luật tôi không làm trái với lương tâm của mình không làm trái với chức trách của mình lưu diễm hồng nói chuyện đã tới nước này mà anh còn kiên trì nói như vậy tôi nghĩ anh cần kiểm điểm một chút bình tĩnh một chút cân nhắc mình rốt cuộc sai ở đâu Chương 1795, mở lỗ hồng 1. Bí thư Ủy ban kỷ luật Bắc Cảng Trần Cương vội vàng tới văn phòng của Bí thư thị ủy Hạng Thành, sau khi y biết tổ công tác của Ủy ban kỷ luật tỉnh mang phó bí thư thị ủy Tưởng Hồng Cương đi, ngay lập tức đến tìm Hạng Thành. Hạng Thành cũng đã biết tin tức này, tuy rằng y vô cùng chán ghét Tưởng Hồng Cương, nhưng sau khi biết Tưởng Hồng Cương đột nhiên bị song quy thì cũng không có cảm giác vui sướng khi người gặp họa, Hạng Thành cho rằng cả sự kiện thật sự quá mức kỳ quái hai huynh đệ Đinh Cao Sơn vừa mới bị giết thì ngay sau đó liền phát sinh một chuyện tưởng Hồng Cương bị song quy, phản ứng của tỉnh Lý thật sự quá nhanh. Hơn nữa tỉnh trưởng Chu Hương Dân gọi điện thoại nói với Y là sẽ phái tới tổ chuyên án, nhưng người tới lại là tổ điều tra của Ủy ban kỷ luật, vừa đến đã bắt tưởng Hồng Cương đi. Trần Cương nói, Bí Thư Hạng, lần này tổ công tác của Ủy ban kỷ luật do Phó Bí Thư Lưu của Ủy ban kỷ luật tự mình dẫn đội. Nội tâm Trần Cương vô cùng kích động, không làm việc đối lý nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, việc đối lý mà Trần Cương từng làm thực sự là quá nhiều, cho nên người của ủy ban kỷ luật tỉnh vừa tới hắn lập tức sợ hết hồn, sợ sẽ có liên quan tới mình. Hạng Thành nói, trước đó anh không nghe được một chút tin tức nào ư? Trần Cương nói, ủy ban kỷ luật tỉnh căn bản không để lộ ra bất kỳ tin tức gì, sau khi bọn họ đưa tưởng Hồng Cương đi tôi mới biết, hiện tại bọn họ ở Hinh Hương Viên. Hạng Thành nói, phối hợp với công tác của lãnh đạo ủy ban kỷ luật tỉnh. Trần Cương nói khẽ, "Bí thư Hạng, tỉnh lý có phải sắp có đại động tác gì hay không?" Hạng Thành có chút không kiên nhẫn nhìn hắn một cái, "Cứ làm tốt công tác bản chức của anh đi, bộ môn thượng cấp có chỗ nào cần phối hợp thì chúng ta tận lực phối hợp, không cần phải lo chuyện bên ngoài phạm vi chức quyền của mình." Trần Cương bị Hạng Thành mắng cho một trận thì mặt đỏ bừng, y là lo sợ trong lòng, còn Hạng Thành thì tâm tình không tốt trong khoảng thời gian này chẳng ai dễ thở cả, nhưng so với tưởng Hồng Cương đã bị xong quy thì bọn họ không nghi ngờ gì nữa may mắn hơn nhiều. Trong lòng hạng thành thầm, cấp trên rốt cuộc muốn làm gì đây? Đinh Cao Sơn vừa mới chết bọn họ đã đánh đòn cảnh cáo tưởng Hồng Cương rồi, bọn họ rốt cuộc có mục đích gì? Chu Hưng dân tuy rằng tới Bình Hải không lâu, nhưng có ấn tượng vô cùng không tốt với Bắc Cảng, hành động nghiêm đảo oanh oanh liệt liệt của Bắc Cảng lại giống như trình quyết tâm thư cho tỉnh Lý, Đáng tiếc không chờ bọn họ biểu diễn xong thì xảy ra vụ án huynh đệ Đinh Gia bị giết. Chuyện này vốn không kinh động tới tỉnh lý, nhưng cơ hồ đồng thời vào lúc huynh đệ Đinh Gia bị giết thì một bản tài liệu tố cáo phó bí thư thị ủy tưởng Hồng Cương tồn tại vấn đề kinh tế trọng đại được đưa đến bàn làm việc của Chu Hưng Dân. Chu Hưng Dân xem xong tài liệu thì chuyển cho ủy ban kỷ luật, cũng báo cáo tình huống với bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh. Bởi vì tài liệu vô cùng xác thực, Tống Hoài Minh lập tức phê chỉ thị phái ra tổ công tác của ủy ban kỷ luật áp dụng biện pháp với Tưởng Hồng Cương. Tưởng Hồng Cương lần trước tới Đông Giang, không hề lưu lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo tỉnh, ngược lại khiến giá trị của hắn trực tiếp hạ xuống dưới mức tiêu chuẩn. Tống Hoài Minh không thích cán bộ đầu nhập quá nhiều vào đấu tranh chính trị, y kỳ vọng nhìn thấy một người biết làm việc, một đám cấp trên biết dồn tinh lực và lòng nhiệt tình vào sự nghiệp xây dựng quốc gia. Tuy rằng y Minh Bạch bên trong quan trường, đấu tranh chính trị là khó tránh khỏi, nhưng y kỳ vọng loại đấu tranh này càng ít càng tốt. Ít nhất cũng phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu, đấu tranh chính trị chỉ có thể là bữa ăn đẹp, không thể coi là bữa chính, nếu như những quan viên này chỉ lo đấu tranh mà xem nhẹ chức trách chủ yếu của bọn họ thì hiển nhiên bọn họ là không hợp. Cách. Sau khi nhận được tin tức Tưởng Hồng Cương bị song quy, Chu Hưng dân tới văn phòng của Tống Hoài Minh, y biết song quy Tưởng Hồng Cương nhất định là quyết định của Tống Hoài Minh, đến loại vị trí này của bọn họ, nhìn chuyện không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Tống Hoài Minh quyết định xong quy tưởng Hồng Cương cũng không phải là tính toán nhất thời, y nhất định có suy nghĩ cụ thể, đây là quyết định mà Tống Hoài Minh làm ra sau khi thâm tư thuộc lự. Tống Hoài Minh nhìn thấy Chu Hưng Dân tới thì mỉm cười nói, Hưng Dân, tôi đang muốn tìm anh. Chu Hưng Dân nói, Bí Thư Tống, tôi tới là muốn hỏi một chút về chuyện của Bắc Cảng. Ở trước mặt Tống Hoài Minh không cần thiết phải vòng vo, với đầu óc tỉnh táo của Tống Hoài Minh, cho dù anh vòng vo đến mấy thì y cũng sẽ nhìn thấu được ý đồ của anh, cho nên Chu Hưng Dân theo thói quen dùng phương thức vào thẳng vấn đề này để nói chuyện với Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh cười nói, tôi cũng là vì chuyện này. Sau khi Chu Hưng Dân ngồi xuống thì nói, nghe nói tưởng Hồng Cương đã bị tổ công tác của ủy ban kỷ luật song quy. Tống Hoài Minh nói, bản tài liệu tố cáo mà anh nhận được đó vô cùng tỉ mỉ xác thực, trong đó cung cấp rất nhiều chứng cứ đã được kiểm chứng. Cá nhân tưởng Hồng Cương khẳng định tồn tại vấn đề kinh tế. Đối đãi với loại cán bộ không xứng chức này, chúng ta phải xử lý nghiêm túc, không thể nương tay." Chu Hưng dần gật đầu đầy đồng tình, sau đó hỏi, "Bí thư Tống, Tưởng Hồng Cương là phó bí thư thị ủy Bắc Cảng thị ủy Bắc Cảng, hắn bị xong quy thì ban lãnh đạo sẽ xuất hiện chỗ trống." Tống Hoài Minh nói, "Tôi cũng đang muốn thảo luận vấn đề này với anh, Tưởng Hồng Cương tuy rằng tồn tại vấn đề nhưng hắn cũng có câu nói không sai, Bắc Cảng cần pháp trị." tình trạng hỗn loạn trước mắt thật ra có quan hệ trực tiếp với năng lực quản lý của ban lãnh đạo. Chu Hưng dân cười cười, thật ra trước khi tới gặp Tống Hoài Minh y cũng đã đoán được động cơ của Tống Hoài Minh, Tống Hoài Minh sở dĩ xuống tay với tưởng Hồng Cương, không phải bởi vì tưởng Hồng Cương tội ác tài trời mà là trong lòng Tống Hoài Minh sớm đã có bất mãn, y không chỉ bất mãn với một mình tưởng Hồng Cương, y là bất mãn với toàn bộ ban lãnh đạo Bắc Cảng, tưởng Hồng Cương chỉ là bất hạnh trở thành bia ngắm được y chiếu cố đầu tiên mà thôi sau khi tưởng Hồng Cương bị xong quy thế tất sẽ lưu lại một một chỗ chống quyền lực, mà tình lý phái quan viên khác tới cũng sẽ thành chuyện đương nhiên, Chu Hưng Dân thầm cân nhắc, Tống Hoài Minh nếu bắt tưởng Hồng Cương thì chứng tỏ trong lòng y đã có nhân tuyển thích hợp, mà người này 10 phần có 9 sẽ là bí thư thị ủy tương lai của Bắc Cảng. Chu Hưng Dân nói, bí thư Tống cảm thấy phái người nào tới Bắc Cảng tiếp nhận vị trí của tưởng Hồng Cương thì thích hợp. Tống Hoài Minh mỉm cười nói, anh có nhân tuyển thích hợp nào không? Chu Hương Dân cho dù là có nhân tuyển thích hợp thì hiện tại cũng không cần phải nói ra nữa. Y cười nói, tôi đến Bình Hải chưa lâu, không hiểu tình huống của cán bộ Bình Hải bằng bí thư Tống. Hay là ngài nói đi, tôi có thể hỗ trợ tham khảo một chút. Tống Hoài Minh nói, tôi cho rằng Phó Thị trưởng Thường vụ Nam Tích Cung Kỳ Vĩ là nhân tuyển không tồi. Chu Hương Dân nói, Cung Kỳ Vĩ ư. Y gật đầu nói, Cung Kỳ Vĩ này quả thực rất không tồi, có can đảm, có quyết đoán, ở Nam Tích lại có kinh nghiệm chỉ huy xây dựng cảng nước sâu, Bắc Cảng là thành thị hải cảng lớn nhất Bình Hải, phải có người vô cùng quen thuộc với quản lý cảng tới thì mới nắm được công tác." Tống Hoài Minh nói, tác phong công tác của Cung Kỳ Vĩ vô cùng cứng rắn, khi từ quang nhiên đảm nhiệm chức bí thư thị ủy, hắn không sợ cường quyền. Có gan khiêu chiến, Bắc Cảng cần một cán bộ cương trực công chính và tác phong lớn mật như vậy." Tống Hoài Minh tạm dừng rồi lại nói, "Còn nữa, trước đây Trương Dương từng công tác dưới tay y. Hai người bọn họ phối hợp nhất định sẽ không có vấn đề gì." Chu Hưng Dân bật cười, "Bí thư Tống, anh quả nhiên còn có chút tư tâm." Những lời này không phải chỉ trích mà là nói đùa. Tống Hoài Minh cũng cười, cung kỳ vĩ hiểu hắn, hắn cũng rất tôn trọng cung kỳ vĩ, đổi thành người khác thì chỉ sợ sẽ phiền toái hơn rất nhiều. Chu Hưng Dân cười cười gật đầu, "Tôi thấy chuyện này nên tiến hành nhanh, hạng thành này quản lý có vấn đề, Bắc Cảng có điều kiện địa lý tốt như vậy mà phát triển kinh tế lại lạc hậu nghiêm trọng, cái này có quan hệ trực tiếp tới năng lực lãnh đạo của y." Chu Hưng Dân rất không có thiện cảm với hạng thành. Tống Hoài Minh nói, lát nữa tôi sẽ nói một tiếng với Lão Tiêu, để hắn xử lý nhanh chuyện này. Cung Kỳ Vĩ nhận được điện thoại của Bộ trưởng Tổ chức tỉnh Tiêu Nãi Vượng thì cảm thấy vô cùng đột nhiên. Tiêu Nãi Vượng trong điện thoại đã nói lại quyết định của lãnh đạo tỉnh, bảo Cung Kỳ Vĩ, đồng chí Kỳ Vĩ. Anh chuẩn bị nhanh chóng giao tiếp công tác trong tay đi, tranh thủ trong vòng một tuần phải tới Bắc Cảng báo danh. Đúng rồi, trước khi tới Bắc Cảng thì tới tỉnh Lý một chuyến, tôi và anh cùng đến. Ngữ khí của tiêu nãi vượng căn bản không có ý tứ thương lượng với cung kỳ vĩ, y đang tuyên bố quyết định. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 204